chương 101, ba bộ thiên giai đỉnh cấp huyền kỹ. Hứa Nguyệt Miên đối diệp vân phần này lòng tin, để bản thân hắn đều có chút khóc cười không được. Nói không chắc, bản bối sẽ để ngài thất vọng, cuối cùng muốn đúng như lời ngươi nói, cái kia muốn phi thăng độ khó thế nhưng không nhỏ. Hứa Nguyệt Miên cũng là phất trâu cười nói, bản thánh tự nhận làm nhìn người vẫn là có có chút tài năng, liền ngươi tình thế này, bản thánh rất có lòng tin. Cuối cùng sống nhiều năm như vậy, có thể đem bản thánh đều cho chấn động đến tột đỉnh thiên tài, ngươi là người thứ nhất, cũng là một cái duy nhất tại khi nói chuyện hắn khẽ vương tay xa xa hài cốt ngón tay bên trên chiếc nhẫn màu bạc bay tới đưa tới diệp vân trước mặt nguyên cớ bản thánh cả đời này truyền thừa tất cả đều đều giao phó tại tay ngươi hy vọng ngươi có thể mang theo bọn chúng cùng nhau tại tương lai ngang dọc thiên vực diệp vân cầm qua giới chỉ cười tủm tỉm hỏi không biết ngài cái gọi là một đời truyền thừa là nghe vậy hứa nguyệt miên mỉm cười cũng không coi là nhiều bên trong tổng cộng có ba bộ thiên giai đỉnh cấp huyền kỹ một bộ tên là thiên ma biến một bộ tên là thốn quan thân pháp một bộ tên là Phi Nguyệt Kiếm Quyết. Trừ đó ra, còn có một chút bản thánh lúc trước dùng còn lại linh thảo linh hoa linh quả, bây giờ đều là của ngươi. Chỉ là nghe được phía trước những cái kia, Diệp Vân liền trái tim nhảy một cái. Tuy nói biết đối phương là đỉnh tim thánh nhân, chỗ thứ nắm giữ cũng sẽ không đồng dạng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy ra sức. Thoáng cái ba quyển thiên giai huyền kỹ, cũng đều là thiên giai đỉnh cấp, cũng là thật không hổ là đi vào qua thiên vực cường giả. Bây giờ hắn đều đã không kịp chờ đợi, phía sau đem những này thiên giai huyền kỹ trao tặng đồ đệ, thu được trả về ban thưởng cũng không biết có thể cầm tới như thế nào phẩm chất đa tạ tiền bối ban thưởng diệp vân lập tức thu vào lập tức hướng hướng nguyệt miên ôn quyền đã có những vật này phía sau thực lực của mình liền có thể tới một đợt đại tăng lên đối với hắn trợ giúp không thể bảo là không lớn đối với vị này thượng cổ thánh nhân hắn cũng là từ đáy lòng cảm tạ a à, bản thánh đều là người chết những vật này giữ lại cũng chỉ sẽ cùng theo một chỗ xuống đất hy vọng ngươi có một ngày có thể đem phát dương quan đại a nói xong hắn lại nhìn phía đại điện trên tường sơn hà đồ vẽ trầm ngâm phía dưới nói về phần tại trên tường này đồ vật liền là bản thánh lúc trước chỗ đến tiên ma xả tắc đồ chỉ là loại này tiên bảo nhất định cần muốn ngươi cùng nhận chủ mới có thể phát huy tác dụng chỉ là bản thánh cũng một mực không triệt để hiểu rõ lúc trước vị tiền bối kia cũng chỉ là tạm cho ta quyền sử dụng nguyên cớ còn cho ngươi chính mình nghiên cứu một chút nhìn một chút có thể phủ nhận chủ quả nhiên không ngoài sở liệu diệp vân vừa mới liền suy nghĩ xung quanh thứ này không giống bình thường rõ ràng liền là cái gọi là tiên bảo không có vấn đề ta phía sau liền nghiên cứu một chút diệp vân gật đầu một cái nếu như thật có thể đạt được cái này tiên bảo ác chủ bài cũng liền lại thêm một loại ân tóm lại liền là những chuyện này hứa miệt miên thở dài một cái ngóng nhìn lấy diệp vân chậm chậm nói hy vọng tương lai của ngươi không nên cùng bản thánh đồng dạng xem như một giới thiên kiêu lại chỉ có thể ở phương này phàm trần bên trong tọa hóa thảm thương thảm thương a nghe vậy diệp vân gật đầu một cái thần sắc kiên định nói. Tiền bối yên tâm đi, tương lai ta không chỉ muốn xông lên thiên vực, sẽ còn nói những cái kia cẩu thí quy tắc cho toàn bộ sửa lại. Có lẽ người khác, hoàn toàn chính xác sẽ trở ngại năng lực có hạn, đối với thiên vực theo không kịp, cũng bất lực. Nhưng hắn bây giờ có nghịch thiên hệ thống tại thân, không hẳn liền không thể làm đến. Hứa Nguyệt Miên nghe được hắn như vậy cùng ngạo lời nói, không kềm nổi cười cười nói. Thật là một cái tiểu tử cùng vọng, bất quá bản thánh ưa thích, cuối cùng có mang vô địch tâm, mới có thể thật vô địch chúc tiểu tử ngươi tương lai tiên lộ thông suốt, người ta cũng theo đó vĩnh biệt đi. Thực ra tại nói lời này thời điểm, trên người hắn quan mang ngay tại tiêu tán, cuối cùng những lời này nói xong, tựa như dùng hết lực lượng cuối cùng, triệt để hóa thành quan mang tiêu tán. Tại trước người hắn, Diệp Vân Hạ thấp người thi lễ một cái, cũng coi là cung tiễn vị này giúp mình đại ân tiền bối. Một tôn thượng của thánh nhân, có thể có phi thăng thiên vực siêu cấp cường giả, đến đây triệt để tiêu tán. Tâm tình của Diệp Vân là tương đối nặng nề, xem ra chính mình phía trước đoán quả nhiên không sai, cái này phi thăng sự tình quả nhiên có nội tình, mà lại là bết bát nhất một loại nội tình. Thiên vực Người thủ hộ Thiên đạo thần điện Tuy là tự xưng người thủ hộ, nhưng chỗ này làm làm, căn bản chính là tại rảnh đoạn thiên vực. Vấn đề là, cái này thiên đạo thần điện thế lực chỉ sợ cực kỳ bất phàm, muốn đối bính lời nói cũng không biết độ khó như thế nào. Nhìn tới chuyện lần này sau khi kết thúc, thật suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Đau đầu một hồi sau đó, Diệp Vân vẫn là quyết định trước nhìn xem lần này chiến lợi phẩm làm tinh thần bên trong dung nhập không gian giới chỉ phía sau, bên trong chồng chất đồ vật cũng đều hiện lên trước mắt. Huyền kỹ. Thiên tài địa bảo, hả? Hai cái này là. Diệp vân tâm thần hơi rung, quả thực như là thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị, đồng thời rất nhanh liền lộ ra nụ cười. Thực là không tồi, lần này thu hoạch cũng lớn. Cũng không phải nói, trong này biết bao trân quý đến cực hạn bảo vật, mà là phi thường thích hợp hai dạng đồ vật. Thiên tinh thảo, cùng hủy diệt chi liên. Đã có hai món đồ này, Lâm Tuyết Yên cùng Trần Linh Y Linh Thể, liền có thể tăng lên tới thánh thể, chuyện này đối với các nàng tới nói thế nhưng to lớn cơ duyên, mà giống như mình cũng có thể mượn cơ hội này, lại trả một đợt ban thưởng. Có thể nói chỉ là cái này hai gốc thiên tài địa bảo liền chuyến đi này không tệ, càng không cần nói tại trong này, còn có ba bộ thiên giai huyền kỹ. Phía dưới chỉ còn lại cái này tiên ma xả tắc đồ, không nghĩ tới, vị tiền bối kia rõ ràng còn không nhận chủ. Diệp Vân đánh giá đến chung quanh Sơn Hà đồ vẽ, thử nghiệm đem huyền khí cùng tinh thần lực truyền vào trong đó, đồng dạng muốn nhận chủ pháp bảo, liền cần dùng hai loại lực lượng tại pháp bảo nội bộ lưu lại ấn ký. Nhưng cái này tiên ma xã tắc đồ có chút kỳ quái, dĩ nhiên không cách nào tại trong đó lưu lại ấn ký, mỗi khi hắn muốn thử nghiệm thời điểm, đều sẽ bị một cổ kiểu khác lực lượng chỗ soát mất. Chuyện gì xảy ra? Không cách nào nhận chủ. Diệp Vân gạt gạt lông mày, chính là muốn tiếp tục thử nghiệm, chỗ không xa đột nhiên truyền ra nữ tử âm thanh. Đừng uổng phí công phu, cái này tiên ma xã tắc đồ chính là bản tọa pháp bảo, người khác là không cách nào tiến hành nhận chủ nghe được thanh âm quen thuộc này diệp vân nháy mắt liền quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên trong đại điện một chỗ không gian một trận vặn vẹo phía sau hiện ra một cái cổng truyền tống một đạo thân ảnh quen thuộc từ đó chậm chậm đi ra chính là phía trước tinh vũ nhưng diệp vân chỗ quan tâm trọng điểm không tại trên người nàng mà là tại bên cạnh nàng lâm tuyết yên còn có lâm tuyết yên sau lưng bạch hiểu hiểu sư phụ khi nhìn thấy diệp vân phía sau lâm tuyết yên lập tức kích động tiếng lên đón Diệp Vân nhìn xem Lâm Tuyết Yên trước mặt, nhíu mày hỏi, "Hiểu hiểu đây là có chuyện gì?" Nâng lên cái này, Lâm Tuyết Yên biểu tình lập tức trầm xuống, chậm chậm nói, "Là Huyền Minh Tiên cung thiếu cung chủ, một Dương thần, hiểu hiểu bị nàng đánh bị thương. Tại lúc sau, nàng đem phía trước phát sinh sự tình, đều một năm một mười giảng thuật cho sư phụ. Theo phía trước gặp được Hoàng Tuyền Băng Hoa, phía sau gặp được một Dương thần, thậm chí đằng sau cùng một thiên dịch giao chiến, còn có đằng sau một Dương thần chơi xấu sự tình mới nói một lần. Tất nhiên nàng cũng không có quên giải thích là tinh vũ cứu các nàng. Một dương thần. Tại hiểu rõ xong xuôi tình từ đầu đến cuối phía sau, Diệp Vân trong mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Đợi đến ra ngoài phía sau, vi sư chắc chắn muốn đi tìm hắn tính một lần sổ sách. Xem như tư thâm bao che cho con, người khác bắt nạt hắn đều có thể, nhưng mà dám khi dễ đồ đệ mình, đó chính là hai chữ, tự tìm cái chết. Đồng thời lần này, còn có cái kia xuất thủ lý do, hoàn tuyền băng hoa xem như đối bạch hiểu hiểu vô cùng trọng yếu bảo vật diệp vân vô luận như thế nào cũng muốn theo trong tay hắn cầm tới nghe lấy sư phụ bá khí lời nói lâm tuyết yên cũng coi như lại lần nữa đã có an tâm cảm giác tự hồ chỉ cần sư phụ ở bên người liền không có cái gì không giải quyết được phiền toái ân sư phụ ngài nhất định phải làm hiểu hiểu báo thù diệp vân gật đầu một cái theo sau nghiêm túc kiểm tra một hồi tình hình vết thương của nàng khi xác định không cái gì trở ngại phía sau vừa mới nhẹ nhàng thở ra cuối cùng ánh mắt chính là rơi vào trên người tinh vũ tìm nhíu mày nói. Mặc kệ như thế nào, hai nàng sự tình, đa tạ. Không khách khí. Tinh vũ ngược lại thẳng thắn, căn bản không có muốn ý khách khí. Ngươi muốn thật cảm tạ, vẫn là không bằng gia nhập bản tọa dưới cờ. Lại nâng lên việc này, để Diệp Vân liếc nàng một cái, từ tốn nói, một mã thì một mã, bản tọa còn không muốn cùng ngươi làm bạn ý nghĩ. Nói xong, hắn mới tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, phía ngươi mới nói, tiên ma xã tắt đồ là ngươi. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hót leo tốt một của tháng thế này. Chương 102, Sư Phụ, ngươi cũng không thể không muốn nhân gia. Không sai, liền là ta. Tinh Vũ gật đầu, gặp Diệp Vân một mặt hoài nghi nhìn kỹ nàng, dứt khoát tiện tay một chiêu. Lập tức bên trong đại điện những cái kia sơn hà đồ vẽ, tất cả đều một trận rung động, theo sau hóa thành mênh mông điểm sáng, tại Tinh Vũ trong lòng bàn tay dung hợp. Không bao lâu, liền hiện ra một cái nhỏ nhắn nhanh nhẹn tiên ma xả tắt đồ bộ dáng, tại Tinh Vũ trong lòng bàn tay lóe ra ánh sáng nhạt. Hiện tại tin tưởng a. À. Tinh Vũ lộ ra một vòng nụ cười, Diệp Vân thì là cau mày nói. Nói cách khác, ban đầu ở tiên vực, cứ vị này thánh nhân tiền bối nữ tu liền là ngươi. Đúng vậy a, à, chính là bản tọa. Tinh Vũ cười nhạt một tiếng, ánh mắt xéo qua đảo qua xa xa hướng Nguyệt Miên thi cốt nói. Tất nhiên, chỉ là lợi dụng hắn thôi, bằng không bản tọa còn thật không tốt đem cái này tiên ma xả tắc đồ bảo lưu đồng thời mang xuống tới. E rằng liền hướng Nguyệt Miên bản thân không biết, cái này tiên ma xả tắc đồ tại thiên vực bên trong là như thế nào cấp bậc bảo vật nghe vậy diệp vân lông mày càng nhăn càng chặt nhìn chằm chằm nàng hỏi nguyên cớ ngươi căn bản chính là tới từ thiên vực tu sĩ tinh vũ cũng không có che giấu ý tứ gật đầu nói xem như thế đi cái này một khẳng định diệp vân thế nhưng hứng thú lập tức tiếp tục hỏi vậy ngươi biết thiên vực đến tục cùng là vì sao cự tuyệt huyền thiên đại lục phi thăng ư chuyện cho tới bây giờ đây là diệp vân để ý nhất sự tình quả thực so hiểu tinh vũ mục đích còn để ý tinh vũ yên nhiên mỉm cười nói cái này sao ngươi có thể hiểu thành thiên đạo thần điện muốn tận khả năng nhiều chiếm hữu thiên vực tài nguyên cuối cùng thiên vực tài nguyên có hạn mà phi thăng người sẽ càng ngày càng nhiều nguyên cớ muốn khống chế tài nguyên lượng biện pháp tốt nhất liền là khống chế phi thăng thông đạo tất nhiên đây chỉ là cơ bản nhất nguyên nhân còn có cấp độ càng sâu lý do tại bên trong diệp vân hai mắt nhắm lại lý do gì kết quả tinh vũ trực tiếp cười một tiếng nói đó là cái bí mật diệp vân không còn gì để nói sau một lát lại hỏi vậy ngươi cái này thiên vực cường giả phủ xuống chúng ta lần này giới lại có cùng mục đích chính giữa cái này đồng dạng là cái bí mật tạm thời là không cách nào làm cho ngươi biết tinh vũ vẻ mặt tươi cười nhưng lại để diệp vân có chút muốn đánh người theo sau nàng chuyển đề tài cười lấy nói tất nhiên nếu như ngươi tuyên thệ thần phục tại bản tọa đây đều là có thể cặn kẻ tâm sự giờ phút này bộ dáng của nàng sống sờ sờ như là một cái dùng kẹo dẫn dụ tiểu hài tự trách tỉ tỉ diệp vân lại là một trận trầm mặt theo sau trực tiếp quay người ngồi xuống bắt đầu làm bạch hiểu hiểu tiếp tục chữa thương thật coi chính mình là trẻ con dùng loại vật này tới bỏ đi tinh vũ thấy thế cũng là không buồn lắc đầu nói có đồng ý hay không theo ngươi bản tọa liền đi trước một bước chúng ta chờ một hồi gặp lại nói xong trong bàn tay nàng tiên ma xả tắt đồ quang mang chấp lên nháy mắt liền trước người xé mở một khe hở không gian nàng chỉ nửa bước đã bước vào trong đó trước khi đi không quên quay đầu liếc nhìn diệp vân cười miễn nói hy vọng ngươi chờ một hồi tại đối mặt huyền minh tiên cung thậm chí phục long tiên cung thời điểm còn có thể bảo trì cứng như vậy tức giận thái độ tiếng nói vừa ra nàng bóng hình xinh đẹp cũng biến mất không gian kia vết nứt cũng nhanh chóng biến mất như nàng tới thời điểm đồng dạng lặng lẽ không có tung tích đối nàng biến mất ở trong đại điện diệp vân không khỏi thở dài theo lấy hiểu rõ cái này tin vũ càng ngày càng nhiều hắn đối hắn cũng bộc phát kiên kỵ gia hỏa này chính xác thật không đơn giản mấu chốt là diệp vân trong lúc nhất thời cũng phân biện không tốt nàng đến cùng thiện hay ác vẫn là nói thật là thẳng thắn mà làm. Bất kể nói thế nào, phía sau đều đến cẩn thận phòng bị nàng một chút. Tuy nói tại tu vi bên trên, Diệp Vân hiện tại tự tin vượt qua nàng, nhưng mà ai biết nàng còn có bao nhiêu thần diệu thủ đoạn, liền như lần này rõ ràng có thể trực tiếp mang theo Lâm Tuyết Yên cùng hôn mê Bạch Hiểu Hiểu đi tới nơi này, liền 10 điểm thần kỳ. Một bên cảm thán, động tác trên tay của hắn cũng không dừng lại, cẩn thận làm Bạch Hiểu Hiểu khôi phục thương thế. Tinh Vũ mặc dù giúp nàng dừng lại thương thế, nhưng cũng không quá cẩn thận hơi trị liệu, Muốn khôi phục còn đến một đoạn thời gian, Diệp Vân liền là tại Vô Hạn Tăng nhanh cái quá trình này. Không bao lâu, Bạch Hiểu Hiểu tại Diệp Vân huyền khí trợ giúp tới, chậm chậm mở hai mắt ra. "Sư phụ." Nàng hoảng hốt mở mắt ra, tựa như còn có chút không xác định, nghĩ thầm chính mình không phải là ở trong mơ, hoặc là nói đã chết a. À. Lúc này, Diệp Vân ôm nhu cười nói, "Ân, chính là vi sư, ngươi cuối cùng tỉnh lại." Diệp Vân âm thanh, đối Bạch Hiểu Hiểu liền như có nào đó ma lực đồng dạng, làm nàng đột nhiên tỉnh táo lại thật là ngươi sư phụ bạch hiểu hiểu miệng nhỏ hơi mở diệp vân thì gật đầu một cái không sai là vi sư lập tức bạch hiểu hiểu đứng dậy nhào về phía diệp vân nhỏ nhắn thân thể thật sâu vùi ở trong ngực sư phụ sư phụ nàng nắm thật chặt diệp vân thân thể mềm mại kề sát ở trên người hắn hận không thể muốn cùng diệp vân hòa làm một thể dường như nhưng nàng lúc này căn bản không nghĩ cái khác nội tâm chỉ có một kiện sự tình rõ ràng còn có thể gặp lại sư phụ quá tốt rồi thật là quá tốt rồi. Trước lúc này, gặp được một dương thần tập kích thời điểm, nàng đều cảm thấy đời này e rằng đều không có cơ hội gặp lại sư phụ. Bây giờ sư phụ ngay tại trước mắt, ngay tại trong ngực, nàng cảm thấy coi như là hiện tại lại chết cũng không sao. Diệp Vân mỉm cười nhìn xem nàng, bàn tay khẽ vuốt ve nàng ôm nhu nói, không có việc gì, có vi sư tại, hết thảy đều vô sự. Ừm. Bạch Hiểu Hiểu lên tiếng, nhưng theo sau liền nhớ lại kiện sự tình, đột nhiên ngồi dậy khẩn trương nhìn về phía xung quanh nói. Đúng rồi, một dương thần hắn. Nhưng làm nàng nhìn về phía xung quanh thời điểm, lại không nhìn thấy có người khác tại, không kềm nổi ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là nơi nào? Nơi này là thánh nhân chi mộ, mộ chủ chỗ tồn tại, chúng ta lúc ấy. Một bên lâm tuyết yên, vì nàng đem chuyện lúc trước giải thích một lần. Khi biết được lại là tinh vũ cứu các nàng, trên mặt bạch hiểu hiểu tràn đầy chấn kinh, bất quá theo sau liền nhìn về phía lâm tuyết yên, không kềm nổi hỏi. Vậy sư tỷ ngươi đối với nàng? Nghe vậy, liền Diệp Vân cũng đều nhìn hướng nàng. Lâm Tuyết Yên sơ sơ trầm mặt phía dưới, nhưng rất nhanh liền cười nói, dùng sư phụ tới nói, một mã thì một mã, nàng cứu chúng ta, ta đích xác cực kỳ cảm tạ nàng. Đồng dạng, chỉ cần sau đó có cơ hội, ta vẫn là sẽ hướng nàng phục thù, thậm chí cửu U Ma Tông, ta nhất định phải đem hủy diệt. Thấy vậy, Bạch Hiểu Hiểu mới thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần sư tỷ sẽ không chuyện như vậy mà rầu rĩ, nàng an tâm. Diệp Vân cũng cười cười nói, không tệ, cái này tư duy mới là chính xác, báo ân về báo ân, phục thù về phục thù. Lâm Tuyết Yên gật gật đầu, tán đồng sư phụ theo như lời nói. Theo sau, Diệp Vân nhìn về các nàng, mỉm cười nói, lần này thánh nhân chi mộ một nhóm, coi như đến đây là kết thúc. Có chuyện, cảm thấy vẫn là đến trước cho các ngươi nói một thoáng, vi sư trước đây không lâu lại thu một cái đồ đệ, các ngươi có hậu bối. Vui vẻ ư. Vừa dứt lời, lại thấy hai nữ đều nháy mắt nhìn kỹ hắn, cơ hồ trăm miệng một lời hỏi lên. Sư đệ vẫn là sư muội. Đây không thể nghi ngờ là các nàng, chuyện quan tâm nhất. Ngạch. Diệp Vân dừng một chút nói, là sư muội. Hai nữ một trận trầm mặt, theo sau Bạch Hiểu Hiểu giận dữ nói, "Sư phụ, chẳng lẽ nhân gia còn chưa đủ đáng yêu ư?" "Sư phụ rõ ràng còn muốn tìm cái khác nữ hài." Lâm Tuyết Yên cũng nắm lấy cánh tay của hắn, một mặt không cam lòng nói, "Sư phụ muốn tìm Tân Hoang ư?" Hai nữ lời nói, nghe tới Diệp Vân mặt đen lại, tức giận nói, "Cái gì Tân Hoang? Các ngươi cái này đầu nhỏ bên trong" đều là trang đến chút gì. Hắn bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng là thu hai cái đồ đệ, thế nào quả thực là có loại thu hai cái lão bà cảm giác. Càng làm cho hắn cười khổ không được chính là, Lâm Tuyết Yên dùng sức lung lay cánh tay của hắn, một bộ sót thương biểu tình. Tóm lại sư phụ, ngươi cũng không thể đã có mới đồ đệ, liền không muốn nhân gia, nhân gia cái gì đều có thể làm, chỉ cần đừng không muốn nhân gia. Một bên bạch hiểu hiểu cũng gà con mổ thóc dường như gật đầu, dùng sức tán đồng lấy lời của sư tỷ. Hai nữ bộ dáng này, để Diệp Vân lắc đầu, một tay một cái sờ lấy trên đỉnh đầu các nàng cười nói nghĩ gì thế có các ngươi đáng yêu như vậy đồ đệ vi sư thế nào không tiếc buông tha yên tâm đi coi như vi sư thu nhiều hơn nửa đồ đệ các ngươi cũng đều là vi sư trong lòng thích nhất chẳng biết tại sao diệp vân kém chút bù đắp một câu cuối cùng các ngươi đều là vi sư cánh hắn suy nghĩ một chút theo sau nói các ngươi a à, liền yên tâm chờ lần này hồi tông phía sau a à, vi sư còn có đại kinh hỉ muốn cho các ngươi lời này vừa nói ra hai nữ lập tức hưng phấn lên kinh hỉ cái gì kinh hỉ chấn động chấn động chuyện gì mà hóp leo tốt một của tháng thế này chương 103, tiên cung tập kết chỉ vì diệp vân mỗi lần sư phụ nói kinh hỉ cái kia đối với các nàng mà nói đều là to lớn cơ duyên hai người bọn họ một mặt hiếu kỳ diệp vân cũng là bất đắc dĩ nói đều nói là kinh hỉ chờ trở về rồi hãy nói a à, hiện tại đây không phải chỗ nói chuyện từ lúc tiên ma xã tắc đồ bị lấy đi cái này thánh nhân chi mộ không gian liền bộc phát không ổn định Hiển nhiên rất nhanh liền không chịu nổi. Chuyện cho tới bây giờ, mau mau rời đi thánh nhân chi mộ mới là trọng yếu nhất. Diệp Vân mang theo hai nữ, trước khi chia tay cuối cùng nắm nhìn hướng miệt miên hài cốt, gật đầu một cái nói. Tiền bối, vĩnh biệt. Tiếng nói vừa ra, dưới chân hắn phong lam kiếm bắn mạnh mà ra, trực tiếp xông ra bên trong đại điện. Bây giờ lại đem Trần Linh Y mang lên, chuyến này coi như viên mãn. Bất quá làm hắn xuất hiện ở bên ngoài thời điểm, lại phát hiện toàn bộ trong thánh nhân chi mộ, đều không có bóng người chỉ có bốn phía thế giới bộc phát khiếm khuyết thậm chí đều có nhiều chỗ đã trải qua bắt đầu tan vỡ đây chính là một phương thế giới kết thúc ngược lại có chút tráng lệ xem ra là đều bị truyền tống ra ngoài cũng có thể dù sao có vũ văn nhã cùng lam chiêu nguyệt các nàng tại trần linh y coi như ra đến bên ngoài một dương thần hẳn là cũng sẽ không xuất thủ tuyết yên hiểu hiểu ngồi vững vàng vì sư mang các ngươi xông ra nơi này ân ừ. tại bên cạnh diệp vân hai nữ đều nắm thật chặt sư phụ sau đó theo lấy diệp vân một kiếm chém ra một kiếm này ẩn chứa thiên địa chi lực, nháy mắt liền xé mở cái này nghiền nát không chịu nổi không gian. Diệp Vân đạp lên phong lam kiếm, hóa thành xoài một lần hành động vọt vào. Thời gian thuộc lùi ba phút, thánh nhân chi mộ lối vào. Tại bốn vị trúc đạo tới một đám cường giả đỉnh cao trấn thủ phía dưới, vốn là nơi đây mười điểm yên lặng. Nhưng theo lấy một cổ kích động không gian chi lực hiện lên phía sau, vô số thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trên đại địa, về số lượng chừng mấy trăm ngàn. Cái này, yên tĩnh ngoài cửa lớn nháy mắt vỡ tổ. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải ở trong thánh nhân chi mộ sao, sao lại ra làm gì? Đúng vậy a, à, ta vừa muốn đạt được một gốc linh thảo đây, sao lại ra làm gì? Ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Trời mới biết a, à, nhìn dạng này tự hồ cũng bị đá đi ra. Đầy khắp núi đội tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không ít người vốn là đều muốn đạt được cơ duyên, kết quả rõ ràng bị đá đi ra. Mà bởi vì quá mức chật chội, mọi người rất nhanh đều phân tán bốn phía ra, có thượng thiên, có trốn xa. Trong này, cũng liền tiến vào qua cung điện màu vàng người đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Xem ra, Diệp Vân tên kia là thật nhìn thấy thánh nhân. Trong đám người, một dương thần sắc mặt âm trầm, nháy mắt thi triển khí tức nhận biết, lại không có từ chung quanh phát hiện Diệp Vân. Theo lý thuyết mở miệng chỉ có cái này một cái, nói như vậy, hắn còn chưa có đi ra. Hắn nắm thời cơ, xông lên bầu trời một chỗ, hướng lấy trong tay liên hệ phù lục nghiêm nghị nói. Huyền Minh Tiên cung tu sĩ, toàn bộ tập hợp, bản cung chủ có trọng yếu mệnh lệnh. Tiếng nói vừa ra, tất cả chỗ tại ngoài cửa huyền minh tiên cung tu sĩ tất cả đều trong lòng giật mình vội vàng hướng một dương thần vị trí mà ra liền tại cổng thánh nhân chi mộ chung quanh trúc đạo cảnh cường giả thấy vậy đều nhíu nhíu mày sau đó nhìn về người khác nói đi thôi thiếu cung chủ có mệnh lệnh mới mặt khác ba chi đội ngũ đều sửng sốt một chút nhưng rất nhanh cũng đều tiếp vào mỗi người thiếu cung chủ phân phó vũ lạc tiên cung tu sĩ đến bên này tập hợp bản cung chủ có việc tuyên bố linh lung tiên cung tu sĩ đều tranh thủ thời gian tới bản cung muốn tuyên bố đại sự. Phục Long Tiên cung sở thuộc, toàn thể tập hợp. Thoáng qua ở giữa, trấn thủ ngoài cửa bốn chi cường giả tối đỉnh đội ngũ, tất cả đều mỗi người quy vị, về tới sở thuộc tiên cung đại bộ phận đội ngũ. Huyền Minh Tiên cung bên này, vị kia trúc đạo cảnh cường giả trở về phía sau, trực tiếp tìm tới một dương thần trầm giọng hỏi. Thiếu cung chủ, xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy sốt ruột đem chúng ta gọi trở về? Còn có ngày này làm sao đi ra? Thánh nhân di bảo đã được đến trên thực tế bọn hắn lần hành động này chính là lấy tiên cung danh nghĩa trừ phi quan hệ tiên miamoto thân hoặc là có đại sự bằng không bọn hắn cũng không nhận một dương thần chỉ huy đối mặt vị này trúc đạo cảnh cường giả bắn liên thanh hỏi thăm một dương thần lạnh giọng nói không có gì bất ngờ xảy ra sau đó không lâu cái kia đông vực diệp vân sẽ từ bên trong cửa đi ra phía trước nhỏ mở đất bị giết liền là hắn làm trừ đó ra trong tay hắn còn có một bộ không rõ lai lịch thiên giai huyền kỹ đồng thời hắn tại thánh nhân cho trong khảo hạch biểu hiện ra khủng bố tột cùng thiên phú, đồng thời lần này thánh nhân di bảo, cũng tất cả đều bị hắn lấy được. Lại nói đến tận đây, thần sắc hắn lạnh giá nhìn qua vị kia trúc đạo cảnh cường giả. Một hàng giả tiền bối, hiện tại đã biết rõ bản cung triệu tập ngài lý do A. Trước mắt vị này, chính là bọn hắn huyền minh tiên cung thái thượng trưởng lão một trong, một vị đã từng uy chấn đại lục trúc đạo cảnh cường giả, luận hắn địa vị so hắn hiện tại còn muốn cao một chút, nguyên cớ cái kia giải thích sự tình, đều phải nói rõ. Mà nghe xong hắn giảng thuật, xung quanh một đám tiên cung cường giả, tất cả đều trong lòng rung lên. Muốn đúng như thiếu cung chủ nói, chỉ cần giết Diệp Vân, đối bọn hắn huyền minh tiên cung chỗ tốt cũng không phải một điểm hai điểm. Một hàng giả trong mắt càng là nổi lên lăng liệt sát ý. Minh Bạch, bản tỏa nhất định bắt lại Diệp Vân. Một dương thần gật gật đầu, như thế chờ một hồi, liền nhìn tiền bối ngài. Nói xong, hắn nhìn về thánh nhân chi mộ cửa chính, thần sắc cũng vô cùng băng lãnh. Diệp Vân A Diệp Vân, ở trong thánh nhân chi mộ ngươi có thể phách lối, nhìn ngươi đi ra phía sau, còn lấy cái gì phách lối. Bất quá, đang đợi Diệp Vân đi ra, cũng không biết hắn một phương. Tại chỗ không xa Vũ Lạc Tiên Cung cùng Linh Lung Tiên Cung, hai tòa tiên cung đỉnh cao cường giả đều tụ tại một chỗ. Tại vì người phía dưới, tóm tắt gọn xong xuôi tình đi qua phía sau, Lam Chiêu Nguyệt nhìn về Vũ Văn Nhã cao mày nói. Quy, ngươi đây là cái gì dự định? Nhìn bên kia một dương thần đều chuẩn bị lên, mặt khác mặt thần Vũ Phỏng chừng cũng tại quan sát, chờ một hồi Diệp Vân muốn đi ra, ngươi định làm như thế nào? nghe vậy, Vũ Văn Nhã cơ hồ nháy mắt làm ra trả lời. Tự nhiên là nhìn có thể hay không giúp hắn một thoáng, không nói đến hắn là ta đông vực tu sĩ, coi như không phải, cũng tuyệt không thể để thánh nhân di bảo rơi vào trong tay Huyền Minh Tiên Cung. Ừm, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Lam Chiêu Nguyệt gật đầu cười nói, đến lúc đó giúp hắn một thoáng, chờ sau đó liền có thể đi dọa dẫm hắn một bút, cũng không tính thua thiệt. Có đạo lý, vậy liền làm như thế, vậy liền lặng chờ hắn đi ra a. À. Vũ Văn Nhã cười cười lấy diệp vân đối nhân xử thế giúp hắn phía sau gõ lại đòn trúc có lẽ cũng không khó làm mà tại phụ cận trần linh y đang bị các nàng bảo hộ lấy lúc nghe chuyện bên này phía sau không khỏi đến đối sư phụ lo lắng cuối cùng có hai đại tiên cung đều muốn đối sư phụ xuất thủ tuy là cũng có mặt khác hai đại tiên cung muốn giúp hắn thế nhưng nói không cho phép có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn sư phụ tại cách đó không xa phục long tiên cung cũng đều tại hành động lấy trên thực tế bọn hắn vẫn là chậm một nhịp Mạc Thần Vũ bởi vì ở trong thánh nhân chi mộ mù lung lay vài vòng, cũng không có bắt kịp cung điện màu vàng liền bị truyền tống đi ra. Tuy là không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng là Mạc Thần Vũ nghe được mặt khác tiên cung đang thảo luận Diệp Vân hai chữ này phía sau, hết thảy liền đều bừng tỉnh hiểu ra. Thật là oan gia ngõ hẹp a, à, Diệp Vân tên kia rõ ràng cũng tới, hơn nữa còn đạt được thánh nhân di bảo. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng trực tiếp bắt đầu an bài đến Phục Long tiên cung đội ngũ. Mà tại lộn xộn trong đám người, hắc bào nữ tử nhìn qua trên bầu trời dấu vết hoạt động dị thường tứ đại tiên cung không khỏi nhíu mày những nhân loại này đến cùng đang dở trò quỷ gì vốn là nàng là dự định mau rời khỏi để tránh bị phát hiện chính mình yêu tộc thân phận chết không có chỗ chôn nhưng nơi này khác thường vẫn là để nàng không khỏi đến dừng lại dự định trước xem tình huống một chút lại đi cuối cùng thì là tinh vũ nàng theo trong giới chỉ lấy ra sofa sáu trang dựa ở phía trên nhìn xa xa tứ đại tiên cung động tĩnh, nhếch miệng lên một vòng nụ cười Diệp Vân a Diệp Vân, lần này xem ngươi còn có thể ứng đối xuống dưới ư. Tuy nói có vũ lạc tiên cung cùng linh lung tiên cung nâng đỡ, nhưng các nàng càng nhiều là hướng tới lợi ích suy tính, nhưng Phục Long tiên cung cùng Huyền Minh tiên cung khác biệt, bây giờ cái này hai bên cùng Diệp Vân thế nhưng có huyết hải thâm cừu, Vũ Văn Nhã cùng Lam Chiêu Nguyệt chưa chắc sẽ sẽ đến giúp đấy. Cùng lúc đó, cái khác một chút tiểu thế lực, hoặc là dứt khoát nói là tán tu, tuy là không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng cũng đều cảm nhận được giờ phút này thánh nhân chi mộ bên ngoài không khí quỷ dị rõ ràng tất cả mọi người đi ra nhưng cái kia tứ đại tiên cung đội ngũ lại đều vây quanh ở cổng thánh nhân chi mộ phía trước nhìn xem tựa hồ là đang đợi người nào xuất hiện đồng dạng rốt cuộc là ai có khả năng dẫn đến tứ đại tiên cung như vậy đối đãi đang lúc bọn hắn nghi hoặc thời khắc chỉ thấy cái kia thánh nhân chi mộ cửa chính một trận run rẩy tiếp lấy không gian cứ thế mà bị xé mở cái lỗ hổng qua trong giây lát từ đó bay vút ra một đạo màu xanh kiếm ảnh phía trên đứng đấy ba đạo thân ảnh rõ ràng là diệp vân lâm tuyết yên cùng bạch hiểu hiểu Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua. Chương 104, đối phó bọn hắn, một mình ta đủ. Phong Lam kiếm bên trên, Diệp Vân còn đang bưng một cuốn huyền kỹ nhanh chóng lật đọc lấy, chính là phía trước lấy được thiên giai đỉnh cấp phi nguyệt kiếm quyết. Bộ kiếm quyết này tại huyền thiên đại lục, có thể nói là cấp cao nhất huyền kỹ, quy lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Vì Diệp Vân này liền dự định dùng chính mình nghịch thiên ngộ tính, tại cái này cực ngắn thời gian bên trong, đem phi nguyệt kiếm quyết học lên một chút, làm sát chiêu dự sẵn. Sự thật chứng minh, hắn còn thật có khả năng học được thông qua xuyên qua không gian cái này một hai phút thời gian liền đem phi nguyệt kiếm quyết cơ sở kiếm chiêu học được diệp vân người cuối cùng là đi ra bản cung thế nhưng tốt chờ a à. diệp vân bên này mới từ thánh nhân chi mộ bên trong đi ra che lấp âm thanh liền từ đằng xa truyền đến rõ ràng là huyền minh tiên cung một dương thần cùng lúc đó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng huyền minh tiên cung đám tu sĩ cũng đều trong cùng một lúc xông tới sáu vị sinh tử cảnh đỉnh phong ba vị nửa bước trúc đạo cùng vị kia trúc đạo cảnh cường giả. Huyền Minh Tiên cung đội ngũ trước tiên tiến lên đón tới, một dương thần ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Diệp Vân, sát ý cơ hồ lộ rõ trên mặt. Không nghĩ tới sao, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đúng Diệp, bản tọa cũng vừa hay muốn tìm ngươi đây, Huyền Minh Tiên cung thiếu cung chủ, một dương thần. Hai người bên này giằng co, có thể nói là một cái tác động đến nhiều cái, cái khác tiên cung đội ngũ cũng đều hành động lên. Phục Long Tiên cung đám tu sĩ cũng là xông tới, cùng huyền minh tiên cung cùng nhau tạo thành vây kính xu thế tựa như muốn đem diệp vân cho phá hỏng tại trong đó bên cạnh đó vũ văn nhã cùng lam chiêu nguyệt cũng theo sát lấy dẫn đội ngũ nhích lại gần dự định nhìn một chút huyền minh tiên cung cùng phục long tiên cung động tác trên bầu trời cái này bỗng nhiên bạo phát vây chặt để cái khác người không biết chuyện đều choáng váng ta nói trên trời người kia là ai vậy rõ ràng có thể dẫn đến tứ đại tiên cung như vậy không nghe người ta nói sao vị kia là diệp vân a đông vực vị kia cổ đạo kiếm tông Ta đi, hắn rõ ràng cũng tại. Nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ là hắn đem thánh nhân bảo vật chiếm được? Ai biết a? À, dù sao lần này Diệp trưởng lão chỉ sợ là có phiền toái lớn, bị nhiều như vậy tiên cung cái để mắt tới. Mọi người tại đây cũng đều không ngốc, tại chỗ này cảnh phía dưới, có khả năng dẫn đến tứ đại tiên cung động tĩnh như vậy, khả năng rất lớn cùng lần này trong thánh nhân chi mộ bảo vật có quan hệ. Nhìn xem động tĩnh chung quanh, Diệp vân không khỏi chật chật nói, cũng thật là long trọng nghi thức hoan nghênh đây. Phía trước hắn chưa từng tới. Nguyên cớ cũng không thật tòa này nhìn thấy tứ đại tiên cung đội ngũ, bây giờ nhìn xem tràn diện thật là có điểm chấn động. Tại bên tay hắn, Lâm Tuyết Yên cùng Bạch Hiểu Hiểu, đều có chút khẩn trương nắm lấy hắn, hình như cũng đều bị tràn diện này trấn trụ. Lúc này một dương thần hừ lạnh nói, bất nói nhảm, trước đây không lâu, bản cung đệ đệ tán thân tại cổ long sơn mạch, thế nhưng ngươi làm. Hắn ngược lại thông minh, biết lấy cướp đoạt bảo vật danh tiếng làm việc không dễ nghe, cũng vô cớ xuất binh, dứt khoát liền trực tiếp đem một dương thác sự tình dời đi ra. Nghe vậy, Diệp Vân cũng rất thẳng thắn, bới xuống lông mày nói: Ngươi nói là cái kia muốn cướp bạc bản tọa phối kiếm cường đạo. Tên kia lời nói chết cũng là đáng đời, loại người như vậy sống trên đời liền là lãng phí không khí thôi. Diệp Vân, ngươi tự tìm cái chết. đệ đệ bị đương chúng vũ nhục, khiến một dương thần trong mắt sát ý bộc phát cường liệt. Diệp Vân thì là không sợ hãi chút nào, đã sớm làm xong động thủ dự định. Lúc này phụ cận mặt thần vũ cũng nhảy ra ngoài, nhìn qua Diệp Vân cười lạnh nói: Diệp Vân a Diệp Vân. Nhìn lên muốn ngươi tên cũng không chỉ bản thiếu gia một cái. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trầm giọng nói, phía trước ngươi cả gan thương tổn tính mạng của ta, hôm nay vô luận như thế nào, bản thiếu gia cũng báo thù rửa hận. Cái này trong thiên hạ đồng thời đối đầu hai đại tiên cung còn có thể sống được, cũng không có mấy người, liền hôm nay cục diện này, Diệp Vân cơ hồ không sống sót khả năng rời đi. Diệp Vân tầm mắt từ trên người hắn đảo qua, chế nhạo một tiếng nói. Thế nào, lớn lao cung chủ, lần trước chết một lần còn chưa đủ. Hôm nay còn muốn lại chết một lần ư? nhìn tới ngươi là quên lần trước hướng bản tọa cầu xin tha thứ thời điểm, cái kia lãng phí không chịu nổi bộ dáng. Bị tiết lộ vết sẹo, mặt thần vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá vẫn là duy trì bình tĩnh, cũng không có xúc động gây phiền phức cho Diệp Vân. Hắn nhìn chăm chú Diệp Vân, hừ lạnh một tiếng nói. Lần này chết tiệt chính là ngươi. Bản thiếu gia cũng không tin, hôm nay ngươi còn có thể sống được rời đi. Kết quả vừa dứt lời, liền truyền đến Vũ Văn Nhã Thanh lãnh âm thanh. Cái kia muốn để mặt cung chủ thất vọng, hắn hôm nay còn liền là có thể còn sống trời đi. Lập tức Vũ Văn Nhã đứng ra, công nhiên trợ giúp Diệp Vân chống đỡ trận, mặt thần Vũ thần sắc lạnh lùng. Thế nào? Đây cũng không phải là các ngươi đông vực, chẳng lẽ Vũ Cung Chủ còn nhiều hơn xen vào chuyện bao đồng? Cái gì gọi là quản nhiều nhàn sự? Vũ Văn Nhã nhìn về Diệp Vân, khẽ cười nói, sớm tại trước khi lên đường, bản cung liền cùng Diệp trưởng lão kết minh, bây giờ chính là đúng nghĩa minh hữu. Ngươi cảm thấy, bản cung sẽ để ngươi tại cái này trước mắt bao người, đem minh hữu sát hại ư cách đó không xa lam chiêu nguyệt cũng là phụ họa nói không sai diệp vân cũng là chúng ta linh lung tiên cung minh hữu nếu ai muốn hắn bất lợi liền là cùng chúng ta linh lung tiên cung làm địch các nàng hai cái cái này một tỏ thái độ khiến một dương thần cùng mặt thần vũ sắc mặt đều khó nhìn lên nếu là như vậy hôm nay thật là muốn có một tràng huyết chiến cái này người khác cũng đều cảm giác được phía trên không khí nhưng có điểm không đúng lắm nhìn dạng này huyền minh tiên cung cùng phục long tiên cung sẽ không cùng vũ lạc tiên cung cùng linh lung tiên cung làm lên tới đi. Muốn thật là dạng này, đối toàn bộ đại lục đều tuyệt đối tính toán mà đến đại sự. Không ít có tự biết rõ, đều lặng lẽ lui về sau một chút, sợ bị chờ một hồi chiến đấu cho tác động đến đến. Diệp ca, ngày hôm nay cứ yên tâm đi, có chúng ta linh lung tiên cung tại, bảo đảm để ngươi an toàn rời đi nơi này. Lúc này, Lam Chiêu Dạ tiến đến bên cạnh Diệp Vân, cười đùa bảo đảm nói. Gặp tình hình này, Diệp Vân gật đầu một cái, theo sau đối vũ văn nhã cùng lam chiêu nguyệt cất cao giọng nói hôm nay đa tạ hai vị thiếu cung chủ làm dịp mỗi người nói chuyện bất quá dịp vân chuyển đề tài cười lấy nói hôm nay đây là ta cùng bay long tiên cung cùng huyền minh tiên cung ân quán cá nhân liền không cần làm phiền hai vị nếu như các ngươi thật đem bản tọa xem như minh hữu sau đó còn mời thay chiếu cố cho bản tọa ba vị đồ đệ về phần cuộc nháo kịch này liền từ bản tọa một người tới kết thúc a lời nói này bí mật mang theo huyền khí khiến cho mọi người đều rõ ràng nghe được nhưng cũng đồng loạt lộ ra ánh mắt kinh ngạc đều không nghĩ tới diệp vân rõ ràng nói như vậy khá lắm hai đại tiên cung cho ngươi nâng đỡ ngươi không muốn rõ ràng muốn một người đối phó huyền minh tiên cung cùng phục long tiên cung vũ văn nhã cũng nhịn không được mày liễu nhíu chặt lấy nói diệp trưởng lão thay chiếu cố đồ đệ tự nhiên không sao nhưng kết thúc sự tình tuyệt không thể trò đùa ngươi khẳng định muốn một mình đối phó bọn hắn diệp vân gật đầu một cái lập tức cười nói ngươi gặp bản tọa khi nào mở qua nói đùa lời này vừa nói ra để vũ văn nhã á khẩu không trả lời được còn giống như thật là dạng này ngược lại lâm tuyết yên cùng bạch hiểu hiểu hai nữ lo lắng nhưng các nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng sư phụ các nàng cầm chặt lấy cánh tay diệp vân chậm chậm nói sư phụ ngài nhất định phải cẩn thận yên tâm đi vi sư cũng không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện diệp vân cười cười theo sau liền đưa các nàng đưa vào vũ văn nhã bên kia trong đội ngũ theo sau thì quay đầu trở lại tới tất cao giọng nói tốt vũ cung chủ lam cung chủ các vị trước tạm lui ra phía sau, miễn đến chờ một hồi ngộ thương đến các ngươi liền không tốt. Đạt được Diệp Vân nhắc nhở, mọi người nhộn nhịp hướng về sau thu lại. Đợi đến kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn phía sau, Vũ Văn Nhã cả đám vẫn nhìn chằm chằm Diệp Vân, lo lắng hai chữ đều viết lên mặt. Nhất là, Lam Chiêu Nguyệt mày liễu đều nhăn thành chữ xuyên. Diệp Vân hắn, đây có phải hay không là quá mạo hiểm? Vũ Văn Nhã khẽ thở dài nói, thôi, liền tin tưởng hắn a, à, cuối cùng lâu như vậy đến nay, hắn làm chúng ta mang tới kinh ngạc còn thiếu ư? cũng là. Lời nói này Lam Chiêu Nguyệt ngược lại tán đồng, ánh mắt trở lại Diệp Vân trên mình. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua. Chương 105, trong gió tuyết chú tể, tuyết chu tước. Lúc này, không trung liền chỉ còn dư lại một dương thần, cùng mặt thần vũ mang đội ngũ, hai bên một trái một phải đem Diệp Vân bao vây trong đó. Một dương thần liếc mắt xa xa vũ văn nhã, thu về ánh mắt phía sau khôi hài nói. Còn tưởng rằng ngươi muốn ăn bám đây, ngược lại không nghĩ tới, vẫn tính có cơ hội cốt khí. Diệp Vân nhún vai, cười nhạt đáp lại, chính mình đủ để giải quyết, tự nhiên không cần làm phiền người khác. Cuối cùng Vũ Văn Nhã cùng Lam Chiêu Nguyệt, các nàng đánh đến ý định gì, trong lòng Diệp Vân vẫn là có chút đếm được, bởi vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không là không muốn mượn nhờ lực lượng của các nàng. Bao gồm cái kia tinh Vũ Phỏng chừng cũng đồng dạng, ngay tại một chỗ nhìn xem, chờ đợi mình hướng nàng cầu viện đây. Chỉ là cầu người vĩnh viễn không bằng cầu mình, huống chi còn không tới xấu nhất tình huống. Gặp hắn như vậy tự tin, một dương thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mặt thần vũ, truyền âm nói. Mặt cung chủ, nếu không người ta song phương liên thủ. Trước một lần hành động bắt lại diệp vân, miễn đến vũ văn nhã cùng lam chiêu nguyệt nhúng tay. Mặt thần vũ nhìn hắn một cái, gật đầu một cái truyền âm nói. Có thể, cùng tiến lên. Theo lấy song phương ra lệnh, một đám tiên cung tu sĩ đều đã vận sức chờ phát động, mỗi một vị trên mình đều quanh quẩn lấy mên mông huyền khí. Nơi này mỗi một vị, thả tới trên đại lục đều là có thể phách tuyệt một phương cường đại tồn tại bây giờ cùng nhau xuất thủ chỉ vì diệp vân kết quả hình như đã không có lo lắng tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn xem lặng chờ lấy cái này hết sức căng thẳng kịch chiến hoặc là khả năng là nghiêng về một phía chiến đấu cái kia hai tên trúc đạo cảnh cường giả giờ phút này đều nhìn chằm chằm diệp vân không ra tay thì thôi xuất thủ tức là lôi đình một kích một hàng dạ dơ kiếm lạnh giọng nói gần mấy ngày nay một mực nghe kiếm thuật của ngươi trình độ nghịch thiên bản tọa hôm nay cũng muốn thật tốt lĩnh giáo một hai Nghe vậy, Diệp Vân Y nguyên bình thản ung dung, nhìn hắn một cái nói, "Đáng tiếc, cái kia thật muốn để ngươi thất vọng, cuối cùng đối thủ của ngươi cũng không phải bản tọa." Ân ừ. mắt một hàng dạ nhắm lại, hừ nhẹ nói, "Thế nào? Ngươi cảm thấy nơi này còn có người khác có thể ngăn được bản tọa?" "Không không không, người có lẽ không được, nhưng cái khác liền không nhất định, tỉ như." Diệp Vân cười cười, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng nói, "Tới đi, liền quyết định là ngươi, Tuyết Chu Tức." Lời còn chưa dứt, Mảnh liệt màu băng lam tinh quang liền tại trước người diệp vân tự nhiên mà ra phi tốc ngưng kết đồng thời từng mảnh từng mảnh hoa tuyết từ không trung bay xuống theo thư thất vài mảnh đến vài giây đồng hồ phía sau lại nhấc lên bão tuyết có thể nói tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát phương này thiên địa liền phong sương đột nhiên nổi lên vạn dặm tuyết bay giờ khắc này ánh mắt mọi người đều bị trước người diệp vân ngưng hiện băng quang mang màu xanh lam hấp dẫn nó liền là vạn dặm tuyết bão trung tâm hơi lạnh thấu xương cũng tại lúc này hiện lên ở mỗi người phía sau không bàn tu vi cao thấp không bàn thực lực mạnh yếu, tại cổ này hàng lưu trước mặt cũng không khỏi tự chủ sợ run cả người. Cam, đây là thứ quỷ gì? Tốt lạnh lẽo khí tức. Đúng vậy a, à, cảm giác đều linh hồn đều muốn bị đông kết. Thảo, nhanh lui lại. đã có người bị đông thành khối băng. Không ít khoảng cách tương đối gần, lại tu vi lại không cao, lại cách nhau ngàn mét bên ngoài bị lặng yên không tiếng động đông thành khối băng. Cái này một màn kinh khủng, khiến những người khác lông tơ dựng thẳng, tất cả đều tranh nhau chen lớn về sau trốn sợ bị cổ hàng khí kia liên lụy đến. Xa xa Lam Chiêu Nguyệt ngơ ngác nhìn xem cái kia băng quang mang màu xanh lam, không kềm nổi nuốt nước miếng một cái nói. Diệp Vân tên kia, đến cùng làm ra cái cái gì khủng bố đồ vật. Chẳng trách nói muốn để các nàng lui lại, bằng không nếu là tại gần bên lời nói, liền nàng cũng chống đỡ không được bao lâu. Mà đem Diệp Vân vây quanh cái kia một đám tiên cung cường giả, thừa nhận gió lạnh ăn mòn tự nhiên mãnh liệt hơn, cũng may bọn hắn tu vi đều tương đối cao, trong thời gian ngắn cũng đều có khả năng tiếp nhận nhưng mà còn không chờ bọn hắn thở vào, liền gặp cái kia màu băng lam tinh quang, lại hóa thành một cái hình thể to lớn điểu hình huyền thú. Nó toàn thân sinh trưởng tựa như băng tinh đồng dạng lông vũ, não hải bên trên tựa như mang theo băng đỉnh đồng dạng, nó theo vừa xuất hiện liền tựa hồ là trong gió lốc chúa tể, sừng sững tại bão tuyết bên trong nó, tản ra khiến cho mọi người đều sợ rung tim mất mật uy áp. Đây cũng là huyền thiên đại lục, trong thần thoại thánh thú một trong, tuyết chu tước. Ở phía xa không trung, tinh vũ vốn là chính giữa nhấp lấy trong chén mới mẻ huyết dịch dự định thật tốt thưởng thức một chút diệp vân dãy dụ bộ dáng thật không nghĩ đến nên đón nàng chính là như vậy một cái thánh thú tuyết chu tước bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra làm cho nàng mới uống vào một mụn nhỏ trà đưa hết cho phun tới phía dưới một cái nào đó người qua đường tràn đầy nghi ngờ ngẩng đầu nhìn tới ân trời mưa ư trên bầu trời tinh vũ đột nhiên ngồi dậy cắt cao nhìn chằm chằm trước người diệp vân tuyết chu tước cái này sao có thể huyền thiên đại lục bên trên, lại vẫn có loại này huyền thú tồn tại. Hoặc là nói, cho dù thật tồn tại, Diệp Vân lại là như thế nào thuần phục. Lấy hắn sinh tử cảnh tu vi, muốn thông qua thực lực chinh phục trúc đạo cảnh huyền thú, hơn nữa còn là như vậy phẩm chất, căn bản là chuyện không thể nào. Gia hỏa này, đến cùng làm sao làm được. Lần này Diệp Vân thủ đoạn, liền nàng cũng bị chấn động đến. Càng không cần nói những người khác, Vũ Văn Nhã tại chấn động sau đó, không kềm nổi bất đắc dĩ nói. Diệp trưởng lão cũng thật là có thể cho người kinh hỷ trúc đạo cảnh tọa kỵ phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là duy nhất a à. lam chiêu nguyệt cũng ngây ra như phỏng theo sau ngược lại buồn bực không thôi dấu còn thật là sâu a à, chẳng trách gia hỏa này dám không chút kiên kỵ trêu chọc tiên cung nguyên lai là có một lá bài tẩy như vậy tại bình thường tới nói đồng cấp huyền thú đều phổ biến so với nhân loại lợi hại hơn trước mắt cái này trúc đạo cảnh huyền thú trên thực lực tuyệt không phải một cái ngang nhau trúc đạo cảnh có khả năng đối phó sự thật cũng chính là như vậy theo lấy tuyết chu tước hai cánh chấn động ngửa đầu lệ gọi thấu xương hàng lưu liền hóa thành gió lốc lớn hướng mọi người tuôn ra diệp vân tại nhìn thấy tuyết chu tước phía sau cũng là bị hắn tán phát khí tức giật nảy mình cái này nhưng có điểm vượt qua tâm lý mong chờ vốn cho rằng có thể có cái trúc đạo cảnh tầng một huyền thú cũng không tệ rồi nhưng cái này tuyết chu tước cái kia một thân khí tức khủng bố xa xa không chỉ trúc đạo cảnh tầng một nhìn thấy bên kia hai cái trúc đạo cảnh tu sĩ ư nhiệm vụ của ngươi liền là ngăn chặn bọn hắn tuyết chu tước tựa như nghe hiểu hắn băng tin đồng dạng hai con ngươi lạnh lùng đảo qua một hàng giả cùng một vị khắc phục long tiên cung trúc đạo cảnh cường giả trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần kinh thường theo sau diệp vân lại nghe được có lạnh giá giọng nữ tại bên tai vang lên chủ nhân nếu như có thể đem bọn hắn giết đây diệp vân đầu tiên là sững sờ nghĩ thầm không hổ là hệ thống ban thưởng a đây chính là không tầm thường rõ ràng còn có thể miệng nói tiếng người về phần nàng theo như lời nói càng làm cho diệp vân nhịn không được cười vỗ vỗ trên người nó cánh chim sang sảng nói Ngươi muốn thật có thể giết bọn hắn, muốn cái gì ban thưởng đều thành. Lời này vừa nói ra, hình như chạm tới Tuyết Chu Tước để ý nhất sự tình, lại lần nữa nhìn về một hàng giả hai người thời gian, trong mắt sát ý càng thắng rồi hơn. Liền tại trong chớp mắt, nó quanh thân gió tuyết đột nhiên nổi lên, to lớn thân hình tản mắt ra chói mắt lam mang, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, đối diện hướng về một hàng giả đánh giết mà ra. Huyền Minh Tiên cung một đám cường giả, tại bằng cảm nhận được Tuyết Chu Tước cái kia khủng bố tột cùng khí tức phía sau, nhộn nhịp sắc mặt đại biến tản ra toàn bộ giải tán một hàng dạ điên cuồng quát chói tai mà tuyết chu tức tốc độ nhanh chóng biết bao cơ hồ trong phút chốc liền đi tới trước người hắn một hàng dạ đành phải toàn lực thay đổi thể nội huyền khí từng đạo ánh sáng chói mắt màng tại trước người hắn nháy mắt ngưng ra hùng hậu phòng ngự mỗi một đạo đều có đủ để cho chút đạo cảnh trở xuống tuyệt vọng lực phòng ngự nhưng cái này phòng ngự tại tuyết chu tức lợi trảo phía dưới quả thực cùng đậu phụ đồng dạng yếu ớt hít thở ở giữa liền tất cả đều xé nát mà thân thể của hắn cũng bị tuyết chu tước đánh bay ra ngoài một hàng giả dạ bay ngược ra vài trăm mét, trong miệng cũng đột nhiên nôn một nguồn máu. Rõ ràng thật là tuyết chu tước, thật tốt lực lượng kinh khủng. Sắc mặt hắn trắng bệch, vừa mới cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị một kích, quả thực cho hắn lên một tiết. Không được, lấy hắn một người lực lượng, là tuyệt không có khả năng chống được cái này tuyết chu tước. Lập tức hai con người tuyết chu tước khóa chặt hắn, liền muốn lại lần nữa phát động công kích, hắn đành phải hướng về xa xa phục long tiên cung đội ngũ nghiêm nghị nói. Còn chờ cái gì? Bản tọa nếu là thua trận, các ngươi cũng không tốt gì. Còn chưa tới hỗ trợ một chỗ giải quyết đi cái này tuyết chu tước. Nghe thấy tiếng la của hắn, Phục Long Tiên cung bên này trúc đạo cảnh tu sĩ cũng tự biết có lý, liền quả quyết xuất thủ hướng tuyết chu tước phát động công kích. Thấy vậy, tuyết chu tước thân hình lóe lên, thân thể cao lớn đột nhiên bay lên trời, giống như côn bằng dương cánh chính vạn dặm, thoải mái tránh ra công kích của hắn. Cùng lúc đó, tuyết chu tước quanh thân băng tuyết lực lượng, nhanh chóng ngưng kết thành làm từng đạo khổng lồ băng truyền, phá thành thấu trời lưu quan màu băng lam hướng về hai người bắn mạnh mà tới. Một hàng giả sắc mặt hai người khẽ biến, nhộn nhịp toàn lực ngăn cản, mỗi người cũng bắt đầu vận dụng đại đạo chi lực bắt đầu chống cự. Rầm rầm rầm. Theo lấy ẩn chứa đại đạo chi lực khổng lồ băng trùy không ngừng tại tầng trời thấp nổ tung, riêng là mỗi một mai tạo thành dư ba, đều đủ để tùy tiện đông kết một ngọn núi. Cũng liền là uy lực như thế băng trùy, giờ phút này liền như mưa rơi rơi xuống, khiến người khác nhưng là thảm, tu vi hơi kém một chút cơ hồ đứng lên liền sẽ bị dư ba chết cống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cổng thánh nhân chi mộ bên ngoài, quả thực thành băng tuyết địa ngục, quả thực ứng câu kia thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, tất cả mọi người như bị điên trốn ra phía ngoài đi. Diệp Vân đều nhìn liếu lưỡi. Ta đi. Quy lực này, quả thật có chút bá đạo. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hóp leo tốt một của tháng thế này. Chương 106, Diệp Vân ở đâu ra đại đạo chi lực? Tại trong truyền thuyết thần thoại, tuyết chu tước chính là cực bắc chi địa, trong gió tuyết chúa tể giả, chiến lực khủng bố cũng là bình thường. Đồng thời, đây cũng là Diệp Vân lần đầu tiên nhìn thấy trúc đạo cảnh tu sĩ chiến đấu, chiến đấu bi lực so hắn trong dự đoán muốn đại quá nhiều. Cũng may mà tuyết chu tước cùng hắn tồn tại khế ước, bằng không liền hắn cái chủ nhân này phỏng chừng đều đến thoát tầng gia. Tốt, đừng ở phía dưới đánh, đem chiến trường kéo cao một chút, miễn đến thương tổn đến người nhà. Diệp Vân đành phải mở miệng nhắc nhở, theo sau tuyết chu tước lại lần nữa vỗ cánh bay lên mà lên, trực tiếp xông vào trong mây. Thấy thế, một hàng dạ hai người nhìn nhau một cái, đều gật gật đầu nên đón tiếp lấy bọn hắn cũng đều minh bạch, Tuyết Chu Tước đây là dự định cùng bọn hắn tại phía trên tái chiến, đây cũng chính là ý nghĩ của bọn hắn, miễn đến thực lực toàn bộ triển khai phía sau, chiến đấu dư ba thương tổn đến mỗi người cung chủ. Một khi trọn vẹn vận dụng đại đạo chi lực khai chiến, nói là đánh tới long trời lỡ đất mức độ đều không quá đáng, cũng nguyên nhân chính là cái này mỗi nhà trúc đạo cảnh đều ngầm thừa nhận sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tất nhiên, lần này liền triệt để thuộc về ngoại lệ tình huống. Tất cả mọi người nhìn Hải Vân, chỉ thấy thoát ly đám người một thú hai người, hình như cũng đều triệt để thi triển ra, vô biên hải vân tụ tán cuồn cuộn, bầu trời không ngừng phát ra kịch chấn. Ba đạo thân ảnh tất cả đều hóa thành lưu quang, tại trong mây hai bên phi tốc oanh kích, rằng trọc xê dịch, cấp tốc biến đổi tiến công cùng phòng ngự. Cho dù đã là cách nhau mấy km, mọi người vẫn có thể thỉnh thoảng cảm nhận được một cổ cấp 18 gió lốc lớn, xen lẫn bạo tuyết tập xuống, có thể thấy được tuyết chu tước đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào. Cái này giống như tận thế chi chiến đồng dạng cảnh tượng, khiến phía dưới mọi người từ đáy lòng cảm thán. Không hổ là trúc đạo cảnh chiến đấu, thật là rung trời động đất a. Liền là a, thật muốn khoảng cách gần nhìn một chút, vậy liền chết cũng không tiếc. Ha ha, vậy liền đi xem đi, bảo đảm ngươi vài phút bị dư ba oanh thành cho tàn. Bất quá lại nói, bọn hắn bên kia đi, bên này đây. Diệp trưởng lão làm thế nào? Đúng vậy a, dường như phía trước nghe nói, Diệp trưởng lão bản thân mới nửa bước sinh tử cảnh a, vẫn là sinh tử cảnh tầng 1 à. Nửa bước cùng tầng 1, e rằng tại trước mắt đều không có ý nghĩa gì người vây xem bên trong rất nhanh liền có người phát hiện cái này hoa điểm đúng vậy a à, tuyết chu tước cùng cái kia hai vị trúc đạo cảnh cường giả ở trên trời đánh túi bụi phía dưới diệp vân làm thế nào a à? dù nói thế nào phía dưới này nhưng còn có sáu vị nửa bước trúc đạo cùng 12 tên sinh tử cảnh đỉnh phong cường giả đây mà vào lúc này một dương thần cùng mạc thần vũ hai người biểu tình đều đã cực kỳ âm trầm ai có thể nghĩ tới diệp vân rõ ràng còn cất giấu một tay tuyết chu tước chẳng trách vẫn luôn không có sợ hãi bất quá diệp vân nên nói ngươi tự tin hay là nên nói ngươi ngốc? Một dương thần ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Diệp Vân, hừ lạnh một tiếng nói. Vốn là ngươi nếu là để tuyết chu tước mang theo ngươi đào tẩu, bản cung có lẽ còn thật không ngăn cản được ngươi, nhưng hôm nay ngươi không tọa kỵ tại thân, quả thực là tự tìm đường chết. Không thể trốn đi đâu được. Trốn. Vì sao phải trốn? Diệp Vân ngóng nhìn lấy một dương thần, ngữ khí lạnh như băng nói, bản tọa đồ đệ, bạch hiểu hiểu bị ngươi trọng thương sự tình, bản tọa còn không tìm ngươi tính sổ đây dứt lời trong tay hắn phong lam kiếm ngưng hiện mênh mông huyền khí từ quanh thân xoay quanh mà lên trên thân kiếm siêu dai kiếm ý nháy mắt toát ra hiện cùng lúc đó một cổ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tuôn ra rõ ràng là sinh tử cảnh tầng 6 huyền khí uy ác. sinh tử cảnh tầng 6. cổ này huyền khí uy áp xuất hiện khiến người ở chỗ này đầu đầy nghi vấn không phải nói diệp vân nhiều nhất mới tiến vào sinh tử cảnh ư thế nào liền sinh tử cảnh tầng 6? linh lung tiên cung bên này lam chiêu nguyệt biểu tình có mấy phần đặc sắc cuối cùng nàng tại trước đây không lâu chính xác gặp qua, Diệp Vân hoàn toàn chính xác vừa mới tiến vào sinh tử cảnh mà thôi. Kết quả hiện tại cái này. Thật không hổ là hắn, cái này tốc độ tăng lên quá kinh khủng a. À. Bên cạnh Lam Chiêu Dạ gật đầu nói, liền là chính là, không hổ là ta Diệp ca, liền là ngư bức. Mà Lâm Tuyết Yên cùng Bạch Hiểu Hiểu, cũng đều một mặt quỳ lễ. Ngược lại Trần Linh Y có chút kỳ quái, cuối cùng trong ấn tượng của nàng sư phụ dường như một mực mạnh như vậy, những người này về phần như thế chấn kinh ư cảm nhận được Diệp Vân thời khắc này uy áp, một dương thần không khỏi chấn động trong lòng. Gia hỏa này. Không được, giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Sống nhiều năm như vậy, một dương thần lần đầu sợ hãi như thế một người thiên phú. Rõ ràng trước đây không lâu mới đi vào sinh tử cảnh, vậy mới không đến một tháng, rõ ràng liền tiêu thăng đến sinh tử cảnh tầng 6, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, phỏng chừng không bao lâu liền thật có thể giết tới huyền minh tiên cung. Đều thất thần làm gì? Cho bản cung động thủ. Giết hắn tranh thủ thời gian giết hắn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì thiên giai huyền kỹ, hoặc là nói bắt sống Diệp Vân. Chỉ cần có thể đem Diệp Vân giết, cái gì hắn đều có thể thỏa hiệp. Nghe vậy, huyền Minh tiên cung còn sót lại rất nhiều cường giả, nhộn nhịp sách theo binh khí, hướng về Diệp Vân vọt tới. Kinh thiên đao quang, vô biên kiếm mang, thậm chí bắn nổ quyền phong, đủ loại công kích đều hướng về Diệp Vân chào hỏi tới. Xa xa mạc thần vũ cũng lấy lại tinh thần tới, vội vã nghiêm nghị nói. Cùng tiến lên cho bản thiếu gia liều lĩnh giết hắn. Ngay sau đó Phục Long Tiên cung đám tu sĩ cũng đều xuất thủ, gần 20 tên cường giả đỉnh cao, cơ hồ trong cùng một lúc đối diệp Vân phát động công kích. Huyền Minh Tiên cung bên này, lĩnh đội tên là một thanh, mà một bên khác Phục Long Tiên cung lĩnh đội tên là không chính giữa bình. Hai người bọn họ cũng đều tính toán uy tín lâu năm cường giả, tất cả đều đi vào nửa bước trúc đạo cảnh nhiều năm, về mặt chiến lực cũng đều cực kỳ không tầm thường. Lúc này hai người tất cả đều toàn lực xuất thủ, tăng thêm người khác huyền kỹ, chỉ là rất nhiều huyền khí đưa tới vi áp, đều làm tu sĩ tầm thường không dám tới gần, nếu không sẽ bị nháy mắt ép thành bánh thịt. Đối mặt chúng cường giả công kích, sắc mặt Diệp Vân không thay đổi, thoáng qua ở giữa thân hình như hoa tuyết phiêu tán. Ân. Một thanh nhíu mày, Diệp Vân thân pháp trình độ, khiến hắn có chút kinh ngạc. Đợi đến liếc nhìn chung quanh, lập tức phát hiện Diệp Vân đã đi hiện tại chỗ không xa một vị sinh tử cảnh đỉnh phong, đúng là đó người kia trở tay phát động công kích. Tự tìm cái chết. Cái kia sinh tử cảnh đỉnh phong, lập tức Diệp Vân không những không tránh, lại vẫn dám chủ động hướng mình xuất thủ, không kềm nổi hừ lạnh một tiếng. Trên hai tay của hắn trường thương, bỗng nhiên như du long đồng dạng tập sát mà ra, trên mũi thương lóe ra lệ mang, những nơi đi qua không gian đều nứt ra một đạo dấu tích. Lập tức Diệp Vân bột phát tới gần, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hỉ, nhìn tới cũng bất quá là sinh tử cảnh tầng 6 thôi, liền muốn thoải mái bắt lại. Liền tại mũi thương rơi xuống phía trước một khắc, Diệp Vân cũng đã là huy kiếm mà tới, lúc này ánh mắt mọi người đều tại đây ngưng trệ, sinh tử cảnh tầng 6 đối bính sinh tử cảnh đỉnh phong, ai thắng ai bại? Oanh. Trong chốc lát thời gian, không gian vì đó kịch chấn, bạo ngược huyền khí tại theo giao thủ bỗng nhiên quét sạch mà ra. Liền cũng tại cùng thời khắc đó, làm người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, chỉ thấy mũi thương đối lưỡi kiếm giao tiếp phía sau, sinh tử cảnh đỉnh phong lại như là bị như núi cao lực lượng trúng mục tiêu, thân hình như đạn pháo bị oanh bay ngược ra ngoài. Cái này sao có thể? Vào giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ này đường đường một cái sinh tử cảnh đỉnh phong vậy mà tại chính diện giao phong bên trong bị một cái sinh tử cảnh tầng 6 áp ngược lại tính đánh bay cho dù là có siêu giai kiếm ý gia trì vậy cũng nhiều nhất có một phần nhỏ ưu thế không có khả năng xuất hiện lần đầu lớn khoảng cách lần này liền tại trận bốn vị thiếu cung chủ cũng đều xem không hiểu diệp vân tại tu vi bị áp chế dưới tình huống như thế nào làm đến một kích nghiền ép sinh tử cảnh đỉnh phong một cái diệp vân làm sao lại khó như vậy làm quan chiến một dương thần quả thực muốn điên rồi chính mình đường đường một tòa tiên cung chủ nhân tương lai hôm nay rõ ràng đều không cách nào xong một cái chỉ là sinh tử cảnh diệp vân đây quả thực là sỉ nhục lớn lao a à, hắn nhịn không được hướng bên kia quát chói tai sững sờ cái gì đây các ngươi còn không tranh thủ thời gian tiếp tục lên hắn giờ phút này ít nhiều có chút cuồng loạn hận không thể hiện tại liền để diệp vân chém thành muôn mảnh bất quá xa xa tiên cung cường giả không có người đi để ý tới hắn đều nhíu mày nhìn kỹ diệp vân gia hỏa này đến cùng làm sao làm được một thanh thần sắc ngưng lại, hiển nhiên là bị kinh đến không nhẹ. Mà tại chỗ không xa, không chính giữa bình nhích tới gần, sắc mặt khó coi nói. Còn không hiểu được ư. Tên kia vừa mới dùng chính là đại đạo chi lực chỗ ngưng ra công kích. Đại đạo chi lực. Hắn không phải sinh tử cảnh tu sĩ ư. Ở đâu ra đại đạo chi lực? Một thanh quả thực trận tròn mắt, tuy nói rút đạo cảnh trở xuống cũng có thể vận dụng có chút lớn đạo lực lượng, nhưng muốn nói lợi dụng đại đạo chi lực tiến hành công kích, như là vừa mới tuyết chu tước dung hợp băng tuyết đạt tới lực lượng băng trùy, đó là nhất định cần trọn vẹn nắm giữ đại đạo chi lực mới có thể làm đến. Mà tại chỗ không xa, một kích thành công Diệp Vân, vuốt ve phong lam kiếm trong tay, cười mỉm nói. Các vị, thế nào? Không phải mới vừa đều tranh nhau xuất thủ ư? Hiện tại thế nào cả đám đều yên? Nhưng đã các ngươi hiệp đi qua, cái kia giờ đến phiên bản tọa xuất thủ, không có ý kiến A. À. Tiếng nói vừa ra, Diệp Vân cũng không còn che đậy, một cổ lạnh lẽo sát lục khí tức, giống như vô biên chi hải tuôn hướng tứ phương, đem xung quanh mỗi một cái tu sĩ đều bao phủ trong đó. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua. Chương 107, sinh tử cảnh đỉnh phong. Nhất kích tất sát. Sát lục kiếm đạo toàn bộ triển khai, Diệp Vân phản phất hóa thân một tôn, từ trong địa ngục đi ra sát thần đồng dạng. Hắn trên mình tán phát sát lục khí tức, khiến tại trận những cái này kinh nghiệm chiến đấu phong phú các cường giả, cũng đều không từ cái giật mình. Diệp Vân trên mình mơ hồ nổi lên khát máu hồng quang, trong tay phong lam kiếm bên trên huyền khí tuôn trào ra hóa thành gần như thực chất kiếm khí tại hắn vung vẩy ở giữa quét ngang bát phương cho bản tọa chết diệp vân trong mắt sát ý chớp động thân hình giống như tuyết bay lần nữa lặng yên xuất hiện tại mặt khác một là sinh tử cảnh đỉnh phong tu sĩ gần bên mũi kiếm ngang qua trường hồng tại siêu giai kiếm ý cùng sát lục kiếm đạo hai tầng gia trì phía dưới diệp vân mỗi một kiếm đều ẩn chứa đại đạo chi lực thiên địa chi uy đối với không thể khống chế đại đạo chi lực tu sĩ mà nói cho dù đối phương là sinh tử cảnh đỉnh phong cũng một dạng là hàng duy đã kích tàn vân kiếm quyết thêm viết thượng vô tung hít thở ở giữa lại lần nữa trúng mục tiêu một người mặc dù tu sĩ kia đã toàn lực ngăn cản nhưng vẫn bị diệp vân cứ thế mà dùng tính áp đảo lực lượng cho trấn áp vụt một tiếng liền tại một sát ở giữa phong lam kiếm lưỡi kiếm kia liền xé mở thân thể của hắn trực tiếp đem một phân thành hai đồng thời trên thân kiếm ẩn chứa sát lục kiếm đạo trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ thậm chí kinh mạch xoắn đến vỡ nát trực tiếp hướng về mặt đất tán lạc xuống dưới ngay tại chỗ chết lại giết một người phía sau Diệp Vân ánh mắt nhìn về người khác, lạnh lùng nói. Tiếp một cái, ai tới? Diệp Vân chém giết hai người phía sau, có lẽ chính là phù hợp sát lục kiếm đạo, trên mình tán phát khí tức cũng càng thêm kinh khủng. Lập tức Diệp Vân quét ngang tiên cung tu sĩ, xa xa một chút khác khao Diệp Vân người, cả đám đều kích động không thôi. Diệp trưởng lão bá khí. Diệp trưởng lão cố lên A. Đem bọn hắn tất cả đều chém lăn. Diệp trưởng lão ta yêu ngươi A A. Cái này giết chóc hiện trường, quả thực liền muốn thành một ít người truy tinh hiện trường, Diệp Vân mỗi giết một cái, bọn hắn đều sẽ hưng phấn không thôi. Nhưng mà cảm thụ được sát lục kiếm đạo khí tức, một thanh nhưng không kềm được, hắn nhịn không được thở sâu, trung động trong lòng tột đỉnh. Muốn nói vừa mới thời điểm, hắn còn có chút hoài nghi Diệp Vân nắm giữ đại đạo chi lực, nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Gia hỏa này, rõ ràng thật lĩnh ngộ đại đạo. Chẳng trách thiếu công chủ vô luận như thế nào cũng muốn giết hắn. Một thanh tâm tình kém cực kỳ, thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ đối đầu Diệp Vân như vậy một cái quái vật nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có đường lui nữa, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giải quyết đi Diệp Vân, bằng không lấy hắn cái này thiên phú kinh khủng, không bao lâu liền có thể quét ngang huyền minh tiên cung. Chết tiệt, nhất định phải nghĩ biện pháp nhất kích tất sát. Một thanh siết chặt binh khí, trong lòng là đằng đằng sát khí, nhưng bây giờ Diệp Vân dựa vào thân pháp, không ngừng xuyên qua tại bọn hắn mọi người trong công kích, một trảo đến cơ hội liền sẽ khóa chặt một cái sinh tử cảnh đỉnh phong đánh chết. Cho dù sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngưng kết ra 12 phần phòng ngự, cũng vẫn sẽ bị trực tiếp trọng thương, ngay tại chỗ mất đi năng lực chiến đấu. Đến mức đánh lấy đánh lấy, không khí liền có chút không đúng, vốn là tranh nhau chen lớn đối diệp vân công kích, dần dần đều có chút không dám lên. Trên thực tế, muốn nói chiến đấu bọn hắn cũng không sợ, nhưng đây quả thực cùng chịu chết đồng dạng chiến đấu, liền là một chuyện khác. Tuy nói sinh tử cảnh sinh mệnh linh ương ngạnh, nhưng tại Diệp Vân đại đạo chi lực vi lực kinh khủng phía dưới, quả thực liền khoảng tương đương không, cơ hồ đều là chạm vào tức tử. Cũng may một thanh cùng không chính giữa bình đều không ngốc, lập tức diệp vân chém sinh tử cảnh đỉnh phong đã là một kiếm một cái tiểu bằng hữu cảm giác lập tức trầm giọng quát lên sinh tử cảnh toàn bộ rút lui không muốn cho hắn cơ hội lại tiếp tục như thế coi như bắt lại diệp vân bọn hắn cũng đến nguyên khí đại thương cuối cùng bồi dưỡng một cái sinh tử đỉnh phong cũng cực kỳ tốn sức cũng không thể cho diệp vân tùy tiện chém chết nghe vậy một đám sinh tử cảnh tu sĩ không để ý tới thể diện quay đầu liền thoát từng cái đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác thật sự là bị diệp vân dọa sợ mà lập tức diệp vân lại thật dựa vào lực lượng một người cứ thế mà đem hai đại tiên cung sinh tử cảnh đỉnh phong giết không thể không rút lui cái này tại vũ văn nhã đám người nhìn tới quả thực là cái kỳ tích tại bên người nàng trúc đạo cảnh cường giả không kềm nổi cảm thán nói thiếu cung chủ ngài quả nhiên là không nhìn lầm người lấy cái này diệp vân thiên phú một khi trưởng thành phía sau tuyệt đối là phách tuyệt đại lục tồn tại sinh tử cảnh tu vi lĩnh ngộ loại này cường hoành đại đạo chi lực vạn cổ cũng không có một người a à hắn là không chút nào keo kiệt đối với Diệp Vân tán thưởng, Vũ Văn Nhã gật đầu cười nói. Đúng vậy a, à, thật là một cái như mê khủng bố gia hỏa. Lâu như vậy đến nay, Diệp Vân không bàn là tu vi, huyền kỹ, thậm chí tiến vào tọa kỵ còn có đại đạo chi lực, đều là tràn ngập bí ẩn. Chuyện cho tới bây giờ, nàng tự nhận làm làm chuyện chính xác nhất, liền là tại lúc trước không cùng Diệp Vân làm địch, ngược lại thì đủ loại đối với hắn chiếu cố có thừa. Cuối cùng không bàn Diệp Vân trên người có bao nhiêu bí ẩn, nhưng hắn quả thật mạnh đến mức không còn gì để nói đến mức trong bất tri bất giác nàng thậm chí đều đối diệp vân có mấy phần tâm động cuối cùng làm một cái nữ nhân đối diệp vân loại này ngoại hình cùng tính tình đều tuyệt hảo thực lực lại mạnh thiên phú vô địch nam nhân khó tránh khỏi có một chút động tâm đáng tiếc vũ văn nhã đồng dạng cũng từng nghĩ đến lấy diệp vân thiên phú tương lai nhất định sẽ không chỉ hạn chế tại huyền thiên đại lục chính mình cùng nàng cũng cuối cùng sẽ không ở cùng một cấp bậc a à, nghĩ đến những cái này vũ văn nhã không tự chủ được thở dài liền tại nàng hồ nghĩ huyễn tưởng thời điểm bên trong vòng chiến lại có đại biến hóa. Đợi đến hai đại tiên cung sinh tử cảnh tu sĩ đều lui ra, trên trận cũng liền chỉ còn lại có sáu vị nửa bước trúc đạo cường giả. Nhưng đừng nhìn nhân số biến thiếu đi, chỉnh thể sức chiến đấu lại không có bao nhiêu cắt giảm, ngược lại thì không cần phỏng chừng những cái kia sinh tử cảnh tu sĩ, bọn hắn ngược lại có khả năng càng thoải mái. Không chính giữa bình, bản tọa còn có cái sát chiêu, nói không chắc có khả năng một kích giải quyết đi Diệp Vân, hy vọng các ngươi có thể phối hợp một thoáng ngăn chặn hắn. Lúc này một thanh nhìn về phụ cận không chính giữa bình, đưa ra cái đề nghị. Cái sau nhớ mày, tuy là không quá tin tưởng đối phương, nhưng bây giờ cũng không có đối phó Diệp Vân biện pháp, đành phải gật đầu nói. Không có vấn đề, bản tọa có thể ngăn chặn, hy vọng ngươi không nên để cho bản tọa thất vọng. Yên tâm, tuyệt đối bao ngươi vừa ý. Theo sau, một đám tiên cung tu sĩ liền tản ra, tất cả đều lấy lôi đình xu thế không ngừng hướng Diệp Vân phát động công kích. Mà một thanh thì lặng yên lui về phía sau mấy phần, đi tới xa xa phía sau hai tay nhanh chóng bắt đầu kết ấn, đường đạo hào quang màu đỏ thắm tại tay hắn ở giữa ngưng kết. Diệp Vân bên này, tuy là tại một đám nửa bước trúc đạo cảnh kiềm chế lấy, nhưng cũng chú ý tới bên kia một thanh dị thường. Đây là muốn một kích phân thắng thua. Vậy liền thử một chút a. À. Hai con ngươi Diệp Vân ngưng lại, một bên tại ứng đối lấy một đám nửa bước trúc đạo tu sĩ tiến công, một bên cũng tại âm thầm tích xuất huyền khí. Cái này một phần huyền khí chuẩn bị, chính là hắn trước mắt ác chủ bài một trong phi nguyệt kiếm quyết. Sau đó chiến đấu, Diệp Vân một bên nhìn như đánh đến phi thường quyết liệt thực ra hai bên phía trước đều tại lẫn nhau đánh thái cực. Mà không chính giữa bình đẳng một đám tiên cung cường giả cũng đều thấy rõ, lấy Diệp Vân cái kia khủng bố thực lực, coi như là đánh đến cuối cùng, bọn hắn cũng không có cách nào chắc thắng. Nếu như thế, còn không bằng chờ đợi, để tự tin một thanh tới một kích phân thắng thua. Mà cùng lúc đó, ngay tại phía dưới trong đám người một dương thần, lập tức trên bầu trời chiến đấu tự hồ là lâm vào thế bí, cũng bắt đầu ở làm chính mình chuẩn bị. Thân là huyền minh tiên cung thiếu cung chủ, có một chút tính tiến công pháp bảo, ở trong thánh nhân chi mộ là không có cách nào sử dụng nhưng hôm nay đi ra phía sau liền không giống với lúc trước ta cũng không tin lần này ngươi còn không chết xa xa một dương thần nhìn qua diệp vân lộ ra nụ cười đằng dung tại trong tay hắn cũng hiện ra một cái phi toa dường như đồ sắt tại quanh thân hắn hộ vệ nhìn thấy thứ này phía sau từng cái sắc mặt biến hóa trong lòng khiếp sợ không thôi thiếu cung chủ đây là tới thật đó a à, lại muốn dùng áp đáy hòm bảo vật trên thực tế lần này diệp vân cũng là không chú ý tới hắn bất quá coi như là chú ý tới, cũng sẽ không quá để ý. Một phương diện chính xác là nhảy không mở tay, một phương diện khác, trên người mình còn có kiện phòng ngự hình chí bảo, căn bản là không cần quá để ý hắn đánh lén. Đồng thời trong bóng tối, một đạo thân ảnh màu đen quan tâm đến một dương thần động tác, cũng đồng dạng bắt đầu làm ra chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, vòng chiến không khí bắt đầu có mấy phần quỷ dị, ngay cả chiến đấu động tĩnh đều nhỏ hơn mấy phần. Đều đang đợi quyết định thắng bại sau cùng một kích. Chấn động, chấn động chuyện gì mà hóp leo tốt một của tháng thế này? Chương 108, Cải Thiên Hoáng Nhật, Phi Nguyệt Kiếm Quyết Dằn co chiến đấu kéo dài mấy phút đồng hồ lâu dài, một thanh bên này cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng, hướng lấy không chính giữa bình đẳng người truyền âm nói. Các vị, ngăn chặn chung quanh hắn không gian. Nghe vậy, mặt khác năm tên nửa bước trúc đạo cường giả, đều cùng một thời gian xuất thủ, đủ loại bá đạo huyền kỹ hướng Diệp Vân đánh tới, nhanh chóng phong tỏa ngăn cản hắn hành động phạm vi. Cùng lúc đó, một thanh quanh thân đã là bị trùng thiên huyết Quang bao phủ, một cổ vô thượng uy áp hàng lâm xuống trên lưỡi đao quanh quẩn lấy hồng quang cũng tựa như tiên huyết đồng dạng tản ra cực mạnh sát khí diệp vân hơi nhíu mày cười lạnh một tiếng nói bức bách ta cứng đối cứng đúng không vậy liền đến thử xem a à. bốn phía mấy vị nửa bước trúc đạo đều cũng không trực tiếp công kích hắn mà là đơn thuần không cho hắn có né tránh không gian hiển nhiên là đang buộc hắn chính diện vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này chỉ là diệp vân đã sớm chuẩn bị đối mặt một thanh bột phát cường thế lực lượng ba động nhẹ nhàng vung ở trong tay phong lam kiếm thể nội sớm đã vận sức chờ phát động huyền khí, tất cả đều bị điều động lên. Đúng lúc này, một thanh cũng đã phát ra một tiếng quát chói tai. Huyết ngục khai thiên trảm. Một kích này, chính là hắn trước đây không lâu mới có tư cách học được huyền kỹ, huyền minh tiên cung thiên giai trung cấp đao pháp. Cứ việc còn chưa trọn vẹn khống chế, thi triển ra cũng vô cùng tốt tốn thời gian ở giữa, cũng may có người cho hắn kéo dài thời gian. Bây giờ huyền kỹ tích xúc năng lượng đã thành công, chiêu thức vi lực đã là tương đối đáng xem, cho dù Diệp Vân tại lúc trước đã từng dùng ra qua hư hư thực thực thiên giai kiếm quyết huyền kỹ, chính diện cũng tuyệt đối khó mà ngăn lại một đao kia. Tại hắn tiếng nói vừa ra, vô biên đao quan hội tụ đến, hóa thành một đạo phản phất nối liền trời đất huyết sắc mũi nhọn, từ thiên ngoại rơi xuống. Giờ này khắc này, dưới một đao này, phản phất thương không đều muốn vì đó bị chiếm đóng. Một đao kia chính như kỳ danh, tự như có khai thiên chi uy, đến nỗi khiến quan chiến tất cả mọi người nhìn chấn động không thôi. Thật là khủng khiếp một đao a, à. Quả thực muốn đem thiên đô cho xé mở một dạng. Thật không hổ là Huyền Minh Tiên cung trấn cung đao pháp, vì thế này, đều muốn bắt kịp vừa mới trúc đạo cường giả a. Lấy hắn nửa bước trúc đạo dùng ra một đao kia, Diệp trưởng lão e rằng có hơi phiền toái a. Bất quá nghe nói, phía trước Diệp trưởng lão cũng dùng qua băng thuộc tính thiên giai huyền kỹ, có lẽ có thể ngăn cản một hai a. Trên thực tế, lấy một thanh một đao này uy lực tới nhìn, nếu như là lấy phía trước Diệp Vân sử dụng thập phương băng hoa, còn thật không hẳn có thể đón đỡ được nhất định cần muốn vận dụng thần hữu chi ngọc mức độ. Cuối cùng đến thiên giai huyền kỹ mức độ, mỗi một cái phẩm chất ở giữa, quy lực khoảng cách đều tương đối lớn. Nhưng bây giờ đi ngược lại không cần. Tới tốt lắm. Vậy bản tọa cũng không khách khí. Nhìn qua cái kia tựa như ở trên bầu trời chậm chạp rơi xuống, nhưng lại làm người muốn tránh cũng không được huyết sắc trảm kích, toàn bộ thế giới phản phất đều muốn bị một phân thành hai. Diệp Vân hừ nhẹ một tiếng, trong tay phong lam kiếm cũng bỗng nhiên bộc phát ra mênh mông huyền khí, liên tục không ngừng hướng về xung quanh không gian điên cuồng tán đi không ít người đều ngây ngẩn cả người như là cảm nhận được cái gì dường như a à. các ngươi có cảm giác hay không đến một cổ cực kỳ khí tức kỳ lạ còn giống như thật là tự hồ là không khí ban đêm đầu óc điên rồi sao đây chính là giữa ban ngày a làm bọn hắn còn đang nghi ngờ thời khắc chỉ thấy từng đạo gợn sóng ở trong không gian nổi lên cái kia ở trong không gian lưu động lấy ngàn vạn tia sáng vô cùng tốc độ nhanh hướng về đỉnh đầu diệp vân ngưng kết vô số màu xanh biết tia sáng tại phía trên diệp vân trên thiên khung ngưng ra một vòng trong sáng nguyệt hoa ngoại tàu mặt trăng là mặt trăng a đây là ánh trăng treo lên tới cái này sao có thể cái này mặt trời lớn làm sao có khả năng có mặt trăng xuất hiện mọi người càng chấn động nhưng cái này còn chỉ là bắt đầu thôi theo lấy cái kia sáng trực nguyệt hoa tại chân trời hiện lên vốn là nên là ánh nắng tươi sáng ban ngày trải qua lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi bạch dạ chuyển hóa làm nửa đêm trời trong vào giờ khắc này trở thành tinh hải, cái kia một vòng hạo nguyệt đứng lặng tại thiên khung, tự như vùng thế giới này trung tâm. Diệp Vân dơ cao lên phong lam kiếm, hạo nguyệt phát sáng chiếu tại phong lam kiếm trên thân kiếm, mũi kiếm nhanh chóng nổi lên thanh quang, phản phất thành ống ánh long lanh bảo ngọc, tản ra vô thượng tinh khiết khí tức, nhưng lại cái kia bá đạo uy nghiêm. Mà cái kia một thanh đao pháp đưa tới dị tượng, tại tháng này hoa phía dưới vừa đối mặt liền bị bao phủ. So với hắn vung ra cái này một chém, Diệp Vân giờ phút này chỉ từ trên khí thế, đã là hàng duy đã kích đây cũng không phải là thiên địa dị tượng trình độ, nói đúng ra, căn bản chính là cải thiên hoán nhật. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Tất cả mọi người, tất cả mọi người choáng ván, dịp vân gia hỏa này là thần ư. Một chiêu huyền kỹ mà thôi, lại có thể dẫn đến cải thiên hoán nhật dị tượng xuất hiện, nói là thần tích đều không quá đáng. Liền một thanh đều nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, trong mắt bỗng nhiên sinh ra vô hạn sát ý. Muốn xuất kiếm. Bản tọa như thế nào để ngươi làm đến? Hắn có dự cảm, Diệp Vân một khi vung ra một kiếm này lời nói, chính mình chỉ sợ sẽ chết rất thảm. Nhưng làm hắn đem hết toàn lực, muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém xuống, đem Diệp Vân chém giết thời điểm, lại phát hiện tại đến gần Diệp Vân phía sau, bản thân tốc độ đều bị cưỡng ép chậm lại mấy phần. Đây là Một thanh con ngươi hơi co lại, dưới loại tình huống này có thể đem tốc độ của hắn chậm chạp, cũng chỉ có một loại khả năng. Liền là Diệp Vân một kiếm này ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, làm cho xung quanh thời không đều bị cưỡng ép áp suất cũng không phải là tốc độ của hắn trở nên chậm, mà là tại bên trong vùng không gian này, hắn phía sau Diệp Vân đối lập thời gian trở nên chậm. Cần phải biết rằng, đây đều là chỉ có đê đẳng tu sĩ, tại đối phó trúc đạo cảnh cường giả mới có thể xuất hiện tình huống, cái này rõ ràng tại trên người bọn hắn xuất hiện. Khoảng cách Rõ ràng lớn như vậy ư Còn tại vung đao một thanh, ở trong lòng nhịn không được cười khổ. Việc đã đến nước này, hết thảy đều đã kết thúc, hắn thật sâu cảm nhận được bản thân cùng Diệp Vân ở giữa, cái kia tựa như lạch trời khoảng cách còn muốn dựa vào một đao kia giết hắn e rằng lần này là ngược lại bị hắn nắm lấy cơ hội một đợt xoay chuyển chiến cuộc thiếu công chủ a à, thiếu công chủ lần này ngài thật là chọc nhầm người tại hắn nghĩ tới nơi này phía trước diệp vân phong lam kiếm trong tay cũng cuối cùng ngưng tụ ra đầy đủ nguyệt hoa chi lực trực tiếp đem cái kia hiện ra quan huy màu xanh mũi kiếm hướng về trước người ngang qua mà ra phi nguyệt kiếm quyết nguyệt luân trảm trong chớp mắt mênh mông lực lượng làm cho phía trước diệp vân mấy ngàn thước hư không bị một kiếm chém nát nặng nề tiếng ầm ầm kinh thiên động địa theo lấy diệp vân một kiếm này chém xuống vô cùng mênh mông bạo ngược kiếm quan tuôn trào ra nháy mắt chiếm lấy trong tầm mắt hết thảy một thanh cái gọi là sát chiêu thiên gia huyền kỷ huyết ngục khai thiên trảm dưới một kiếm này tựa như vô hại hồng mang tại trong tích tắc liền bị triệt để đánh tan thậm chí khoảng cách diệp vân hơi gần một đám nửa bước trúc đạo tu sĩ tại điểm cuối của sinh mệnh trong mắt liền chỉ còn dư lại cái này bao la nguyệt chi quan huy cả đám đều sắc mặt vô cùng sợ hãi nghĩ mãi mà không rõ Diệp Vân là như thế nào làm được tất cả những thứ này. Trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, hết thảy dư ba tẩn tán, trên thiên khung liền chỉ còn dư lại Diệp Vân một người một kiếm, cùng dần dần rút đi đêm trăng. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hót leo tốt một của tháng thế này. Chương 109, nữ nhân này, bản tọa bảo đảm. Một kiếm này ngưng kết siêu giai kiếm ý, sắc lục kiếm đạo, thậm chí băng phượng huyết mạch hàng khí chi uy, tại nhiều tầng bổ trợ phía dưới, làm cho vốn là uy lực khủng bố phi nguyệt kiếm quyết, trực tiếp đạt tới một cái mới tinh cao độ. Toàn diệt. Trên bầu trời, Diệp Vân cái kia một người một kiếm, phiêu nhiên thân ảnh, còn có cái kia đang dần dần khép lại vết nứt không gian, nhìn người trợn mắt hốc mồm. Một kiếm chém giết sáu tên nửa bước trúc đạo tu sĩ, đây là như thế nào bá đạo thực lực a? Lam Chiêu Nguyệt cả đám, sững sờ nhìn xem bên này cảnh tượng, thật lâu đều khó mà lấy lại tinh thần. Tại Thiên Nhận Sơn đỉnh thời điểm, Diệp Vân lúc ấy dùng ra có thể so thiên giai kiếm quyết thời gian, uy lực liền đầy đủ rung động, nhưng bây giờ mục đích này càng là đánh vỡ các nàng tưởng tượng cải thiên hoáng nhật hạo nguyệt lăng không đây là phi nguyệt kiếm quyết trong đó vũ văn nhã tại nhìn thấy diệp vân làm ra động tĩnh phía sau rất nhanh liền đoán được một kiếm này lai lịch cuối cùng diệp vân rất có thể đạt được thánh nhân truyền thừa đạt được bảo vật có mấy thứ vẫn có thể đoán được mà nếu là cái kia bộ truyền thuyết thiên giai đỉnh cấp kiếm quyết có loại uy lực này cũng là tính toán bình thường vấn đề ở chỗ diệp vân dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy đem phi nguyệt kiếm quyết học được đồng thời sử dụng đi ra là thật là có chút nghịch thiên. Có thể nghĩ đến phía trước Diệp Vân ở trước thông linh chung biểu hiện, dường như cũng đều giải thích được. a à, lần này thật không có gì có thể đỡ nổi hắn. Vũ Văn Nhã cười khổ một tiếng, tại trận nửa bước trúc đạo tu sĩ đều chết, mà trúc đạo cảnh cường giả còn tại không trung kịch chiến người, triệt để không có người là Diệp Vân đối thủ. Đúng lúc này, cũng là bất ngờ xảy ra chuyện. Tại không trung Diệp Vân, mới phóng thích xong phi nguyệt kiếm quyết, huyền khí trên phạm vi lớn tiêu hao, xem như chính vào suy yếu thời điểm. Ngay vào lúc này, lại thấy một đạo lưu quan màu bạc từ đằng xa không trung bắn mạnh mà tới. Đợi đến thấy rõ phía sau mới phát hiện, đó là tương tự với phân hình xuyên vân toa màu bạc phi toa, tốc độ cùng lực lượng mạnh mẽ, lại điên cùng áp suất xung quanh không gian, phát ra âm thanh chói tai. Diệp Vân. Chết đi. Chỉ thấy trong đám người, một dương thần thần sắc điên cùng nhìn xem hắn. Không hề nghi ngờ cái kia bạc toa chính là hắn phóng thích ra, sát thần toa, chính là huyền minh tiên cung luyện chế một lần phát bảo, tính tiến công tương đối mạnh, chính diện chúng mục tiêu đủ để diệt sát trúc đạo cảnh trở xuống bất luận kẻ nào. Trên thực tế, hắn chọn lựa phóng thích thời cơ rất xinh đẹp, vừa đúng là tại dịp vân phóng thích xong phi nguyệt kiếm quyết phía sau, trong thời gian ngắn không cách nào lại ngưng kết phòng ngự thời điểm. Đáng tiếc, hắn sẽ không nghĩ tới, dịp vân trên mình còn có một mai thần hữu chi ngọc, thậm chí tại tính toán của hắn, cũng sớm bị một chỗ khác người khác phát hiện. Ân. Diệp vân liếc mắt sát thần toa, liền muốn vận dụng thần hữu chi ngọc phòng ngự, tới ngăn cản xuống một kích này trí mạng công kích không nghĩ tới, tại hắn xuất thủ phía trước, một đạo thân ảnh màu đen vượt lên trước một bước bay vút đến trước người hắn. Yêu thần lĩnh vực. Kèm theo nữ tử quát lạnh thanh âm, hắc bào nữ tử xuất hiện tại trước người hắn, tại nàng trên cổ là sớm đã tích xúc năng lượng hoàn thành phát bảo, trận đánh lúc trước giao long thời gian, căn bản không thời gian để nàng tích xúc huyền khí, nhưng lần này cũng là thời gian đầy đủ. Trong chốc lát, một cổ cường hoành yêu lực từ mặt dây truyền dường như trong pháp bảo xông ra, tại trước người ngưng ra một đạo màu đen bình chướng lập tức sát thần toa liền rơi vào cái kia màu đen trên bình chướng, sát thần toa bên trong ẩn chứa cường hoành huyền khí, quả thực là đỉnh màu đen bình chướng một trận kịch chấn, mà hắc bào nữ tử cũng tựa như gặp phải phản vệ, dưới khăn che mặt nhỏ xuống lấy tiên huyết. Nhưng không bàn nói thế nào, cái này sát thần toa vẫn là bị ngăn lại, theo lấy lực lượng phát tiết xong, sát thần toa nhanh chóng vỡ vụn tiêu tán, mà hắc bào nữ tử cũng là thân thể mềm mại rung lên, kịch liệt thở hỗn hển, nhìn ra được ngăn lại một kích này nàng cũng phế phiên đại lực khí. Là ngươi Diệp Vân nhìn xem xuất hiện ở trước mắt nữ tử, không khỏi 10 điểm kinh ngạc, đây không phải lúc trước thuận tay cứu cái kia yêu tộc nữ tử ư. Nghe vậy hắc bào nữ tử xoay người lại, miễn cưỡng trở lại yên tĩnh xuống hít thở, nhìn qua hắn chậm rãi nói. Phía trước tại đầm lầy ngươi cứu ta một mạng, hiện tại thanh toán xong. Ngạch! Diệp Vân bới xuống lông mày, ngược lại không nhìn ra, cái này yêu tộc người rất thuyết giáo nghĩa đi. Bất quá nàng cái này thuyết giáo nghĩa, bản thân nhưng là hơi rắc rối rồi, vừa mới ngăn lại sát thần toa thời điểm trên mình chỗ bộc phát ra cùng cuộn yêu lực không tầm thường, khiến tại trận cả đám loại tu sĩ tất cả đều lộ ra âm trầm ánh mắt. Nhất là Vũ Lạc Tiên cung cùng Linh Lung Tiên cung, hai đại tiên cung cường giả đều xông tới. Vũ Văn Nhã nhanh chóng tiến lên đón tới, nhíu mày nhìn qua nàng nói, yêu tộc người. Tới chúng ta nhân tộc lãnh địa muốn làm cái gì? Mặc dù đối mặt hai đại tiên cung cường giả, Hắc Bào nữ tử ngược lại y nguyên rất bình tĩnh nhạt nhẽo âm thanh nói. Thánh nhân chi mộ hiện thế, tự nhiên là tới tầm bảo. Không bàn như thế nào? Đây là chúng ta nhân tộc bảo vật, còn không tới phiên các ngươi tới tìm. Vũ Văn Nhã hiếm có lộ ra tàn khốc, đây cũng là Diệp Vân lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá nhưng cũng lý giải. Sớm tại hàng vạn năm trước, ban đầu trực tự sinh ra phía trước, từng có một đoạn yêu tộc xâm lớn nhân tộc, cũng nô dịch nhân tộc lịch sử. Tuy nói về sau nhân tộc lật đổ yêu tộc thống trị, còn đem yêu tộc chạy về yêu vực, nhưng phần này huyết cừu vẫn là bảo lưu lại ngàn năm vạn năm. Bởi vậy cho đến hiện tại, vừa thấy được yêu tộc người, nhân tộc cũng đều phổ biến ôm lấy địch ý. Càng chưa nói vẫn là xuất hiện tại đây chờ nhân loại tiền bối trước mộ. Lập tức giữa lẫn nhau một bộ muốn treo lên tới bộ dáng, Diệp Vân thở dài nói: "Ta nói, đều yên tĩnh một chút." Hắn đầu tiên là nhìn về Hắc Bào nữ tử nói, mặc kệ như thế nào, vừa mới đa tạ xuất thủ cứu giúp, phần ân tình này bản tọa nhớ kỹ. Theo sau thì là đối Vũ Văn Nhã cùng Lam Chiêu Nguyệt nói, hai vị cũng nhìn thấy, nàng vừa rồi là vì cứu bản tọa mới bạo lộ chính mình, nguyên cớ nữ nhân này, bản tọa vô luận như thế nào cũng muốn bảo đảm. Nếu là có thể mong rằng hai vị bán bản tọa cái tình mọn lần này trước hết thả nàng a nghe vậy hai nữ nhíu mày cuối cùng nhiều người nhìn như vậy đây các nàng hai đại tiên cung công nhiên thả yêu tộc người truyền đi cũng không dễ nghe diệp vân lúc này mỉm cười nói đợi đến sau đó bản tọa còn dự định cùng hai vị tâm sự thánh nhân lưu lại bảo vật sự tình đây tiếng nói vừa ra hai người biểu tình đều là biến đổi vũ văn nhã trực tiếp gật đầu nói đã dịp trưởng lão đều mở miệng lần này thả nàng cũng là không sao lam chiêu nguyệt cũng ho nhẹ nói không nói thế nào nàng cũng là vì cứu người lấy oán trả ơn sự tình bản cung sẽ không làm lần này bản cung coi như không nhìn thấy đa tạ hai vị diệp vân cười cười theo sau nhìn về hắc bào nữ tử nói các hạ trước hết mời lui ra đi chờ bản tọa trước giải quyết chuyện bên này cùng ngươi trò chuyện hai câu ân chính hợp ý ta ta cũng vừa hay có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi tâm sự hắc bào nữ tử gật đầu một cái theo sau liền lui sang một bên chuyện cho tới bây giờ hiện trường đã thành tàn cuộc cũng là thời điểm cuối cùng thu thập xuống diệp vân ánh mắt lạnh như băng hâm mộ rơi vào trên mình một dương thần một cung chủ còn thật sự không nghĩ tới ngươi lưu lại chiêu này ngược lại thật là cho bản tọa một cái kinh hỷ a một dương thần biểu tình sớm đã ngưng kết thế nào cũng lẫn nhau không đến tự nhận làm đủ để một kích trí mạng rõ ràng không có thể gây tổn thương cho đến diệp vân lần này nhưng phiền phức lớn rồi nhìn xem diệp vân sách theo kiếm từng bước một hướng về hắn lăng không đi tới nghĩ đến vừa mới những cái kia bị miễu sát sinh tử cảnh cường giả một dương thần quả thực bị dọa cho phát sợ ngươi ngươi muốn làm gì làm gì đương nhiên là giết ngươi diệp vân cười miễn nhìn qua hắn trong tay phong lam kiếm nổi lên thanh quan chỉ cần một kiếm liền có thể để đầu hắn chuyển chỗ bảo vệ tốt bản cung đều cho ta bảo vệ tốt bản cung một dương thần hướng lấy xung quanh một đám tu sĩ cầm thép nhưng lại căn bản không ai dám tới gần bọn hắn đều vẫn chưa muốn chết đâu cực đoan sợ hãi phía dưới, hắn thậm chí nhịn không được dơ thẳng lên trời kêu lên. Hàng giả tiền bối. Cứu ta. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện một hàng giả có thể liền xuống tới cứu hắn, dù cho Diệp Vân lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là trúc đạo cảnh cường giả đối thủ. Qua trong giây lát, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một hàng giả thân ảnh lại thật bay vút mà xuống, mà giờ khắc này hắn, đã toàn thân bị đông đến chặt chẽ vững vàng, giống như vẫn thạch đồng dạng đập ầm ầm tại dưới đất, nổ làm thấu trời vụn băng tán đi tại lúc sau trong chốc lát lại một đạo lưu tinh lạc lần này nghiễm nhiên chính là phục long tiên cung vị kia trúc đạo cảnh tu sĩ lại cũng bị đông ở trong khối băng đang rơi xuống phía sau ngã đến vỡ nát phục long tiên cung đám tu sĩ thậm chí mạc thần vũ đều ngơ ngác nhìn một màn này tiền bối hắn rõ ràng cứ thế mà chết đi sau đó cái kia quen thuộc mà lại làm người tuyệt vọng màu băng lam bóng dáng từ trong gió tuyết phiêu nhiên bay xuống nhu thuận rơi vào bên cạnh diệp vân tại trên người nó lại không thấy nửa điểm vết thương làm tốt lắm. Diệp Vân Tán Dương liếc nhìn Tuyết Chu Tước, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Tuyết Chu Tước giải quyết đến trúc đạo cảnh tu sĩ, dĩ nhiên cũng nhẹ nhàng như vậy. Tựa như nghe hiểu hắn khích lệ, Tuyết Chu Tước dương lên đầu, tựa như tại nói, đó là, cũng không nhìn một chút chính mình là ai. Diệp Vân cười cười, theo sau thần sắc lạnh giá nhìn về một dương thần. Tốt, một cung chủ, lần này triệt để tướng quân. Một dương thần nuốt nước miếng một cái, tràn đầy sợ hãi nhìn qua hắn nói, ngươi nếu là dám giết bản cung, huyền minh tiên cung tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ta nói có thể đổi một câu sao, lời này bản tọa cũng không biết nghe mấy trăm lần. Diệp Vân lắc đầu, sau đó như là nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng không hiểu lộ ra một vòng cười tà, theo sau nhìn qua hắn mở miệng nói ra. Phía trước ngươi có phải hay không từng chiếm được một gốc hoàng tuyền băng hoa? Nếu như giao ra, bản tọa có thể không giết ngươi. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua. Chương 110, ta không giết ngươi, có nói qua nó không giết ư. Nghe tới Diệp Vân lời nói này, một dương thần như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng liên tục gật đầu đáp ứng nói không có vấn đề cho ngươi cho ngươi chính là hắn không kịp chờ đợi đem hoàng tuyền băng hoa lấy ra ngoài theo sau để người giao cho diệp vân nhìn xem trong tay hiện ra ngân quan hoàng tuyền băng hoa diệp vân không kềm nổi lộ ra một vòng nụ cười quả nhiên liền là thứ này lúc này phía trước thanh âm một dương thần có mấy phần run rẩy hỏi đồ vật đều cho ngươi hiện tại có thể thả ta đi tất nhiên bản tọa nói không giết ngươi liền không giết ngươi. Trên mặt Diệp Vân tràn ngập hòa nhã, thấy thế một dương thần lập tức cuồng hỉ. Đa tại Diệp trưởng lão, vậy ta liền đi trước. Một dương thần quay đầu quay đầu liền thoát, trong lòng chính xác có chút khinh thường, nghĩ thầm cái này Diệp Vân cũng bất quá như vậy nha, rõ ràng như vậy đấy lòng nhân từ. Phách lối A ngươi, chờ lần này sau khi trở về, tuyệt đối đem nơi này hết thảy bẩm báo cho phụ thân, hôm nay tại cái này chỗ nhận được khuất nhục, hắn cũng muốn gấp 10 lần hoàn trả. Còn không chờ trở lại huyền minh tiên cung đại bộ phận đội ngũ đây, liền phát giác ngực tê rần, lạnh xuyên tim cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Một dương thần ngạc nhiên cúi đầu xem xét, liền gặp trên ngực chính giữa cắm một khối băng trùy, hắn khó có thể tin quay đầu. Diệp Vân Ngươi Nhưng mà Diệp Vân giang tay ra, cười tủng tiễn nói, bản tọa chỉ là nói, ta sẽ không động thủ giết ngươi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói, cái khác sẽ không. Theo sau miễn cười vỗ vỗ bên người tuyết chu tước. Ngươi nói đúng không, tiểu chu tước? Tuyết chu tước gật đầu một cái, hai mắt tràn đầy miệt thị nhìn xem một dương thần vừa mới băng tùy chính là nó phóng thích ra khiến hắn liền cơ hội phản ứng đều không. đây cũng là diệp vân đối với hắn phía trước treo đồ đồ để mình trả thù trước cho hắn nhìn thấy một chút hy vọng sau đó lại biến thành tuyệt vọng lập tức bị diệp cân đùa nghịch đồng thời thân thể cũng bị khối băng dần dần đông kết tại điểm cuối của sinh mệnh một dương thần vô cùng phẫn nộ thần sắc dữ tợn nhìn qua hắn nói diệp vân ta sẽ không bỏ qua ngươi hãy chờ xem ta nhất định phải chính tay giết ngươi còn có cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người cuối cùng có mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh tại thân hắn thấy lần này là không chết được phía trước cũng chỉ là không hy vọng tổn thất hết cái mạng này thôi rất nhanh thân thể của hắn liền bị triệt để đông kết diệp vân cười lạnh một tiếng nói muốn thông qua tái tạo nhục thân phương pháp đào tẩu cái kia chỉ sợ ngươi là không có cơ hội sống sót trở về cái gì đang bị đông cứng kết phía trước một dương thần bị diệp vân lời nói bị dọa cho phát sợ nhưng thoáng qua phía sau thân thể đã bị triệt để đông thành khối băng theo lấy khối băng nổ tung phía sau, Diệp Vân nhìn xem cái kia thấu trời vụn băng cười lạnh nói. Còn muốn báo thù. Vậy cũng muốn hỏi một chút bản tọa có đồng ý hay không? Nếm qua một lần thua thiệt phía sau, Diệp Vân thế nào sẽ không tương ứng chuẩn bị, huống hồ hiện tại bên cạnh còn có một cái tuyết chu tước cường đại đây. Cảm nhận được khí tức của hắn ư. Gặp tuyết chu tước gật gật đầu, Diệp Vân thần sắc âm trầm xuống nói. Rất tốt, vậy liền triệt để mạc sát hắn. Tuyết chu tước lại lần nữa gật đầu một cái, sau đó nó bay lên mà lên, băng tinh đồng dạng hai con ngươi nhìn qua một cái hướng khác. Sau đó băng tuyết lực lượng bắt đầu ở trước người nó cấp tốc ngưng kết, khủng bố hàng lưu làm người sợ hãi, chốc lát sau tại trước người nó ngưng ra một đạo hình tròn quan trận. Theo lấy tuyết chu tức hét dài một tiếng, từ cái kia trận pháp màu băng lam bên trong, bỗng nhiên bắn ra một đạo tản ra bạo ngược khí tức hàng lưu, nháy mắt vạch phá không gian, giống như cực quan một cái hướng về xa xa kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, tại cùng thánh nhân chi mộ cách nhau trăm dặm một chỗ, tái tạo ra nhục thân một dương thần chính giữa thở hỗn hển, tựa như còn không theo vừa mới trong bóng tối của sự tử vong đi ra. Chết tiệt Diệp Vân, đợi đến lần sau gặp lại, bản cung nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên đao vạn quả. Sống nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ trải qua giống như ngày hôm nay sỉ nhục, trong lòng chỉ còn dư lại giết Diệp Vân chuyện này. Cuối cùng, hắn nghĩ tới vừa mới bị giết phía trước, Diệp Vân cùng hắn giảng thuật lời nói, không kềm nổi hừ lạnh một tiếng nói. Thật là giả vờ giả việc, bản cung có loại này nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh tại, còn muốn triệt để mặt sát bản cung thật là người si nói mộng. Một mực đến nay, hắn cũng chính là dựa vào cái này thủ đoạn bảo mệnh, ở bên ngoài ngang ngược càng rỡ không cố kỵ gì, cuối cùng tương đương với có hai cái mạng tại trên người, làm việc bên trên đương nhiên sẽ không lo lắng. Hiển nhiên so với mặt thần vũ, hắn sớm biết chính mình có hai cái mạng, cũng vẫn là có không tốt chỗ. Thôi, vẫn là cảm giác trở về tiên cung A, đợi đến sau khi trở về, nhất định phải đem tên kia sự tình, tất cả đều cho giảng thuật một lần. Không biết có phải hay không là ảo giác, một dương thần tại cái này luôn có loại linh cảm không lành, liền nghĩ đến mau mau rời đi nơi này. Đang muốn giúp người rời đi, lại tự như cảm nhận được cái gì dường như, hâm mộ quay đầu nhìn lại, vừa nhìn lên nhưng làm hắn cho choáng váng. Chỉ thấy ở phía xa trên bầu trời, một đạo màu băng lam trùng sáng, liên tiếp chấn động không gian trực tiếp hướng chỗ hắn ở đánh tới. Cái này sao có thể? Một dương thần con ngươi hơi co lại, quan thúc kia đánh tới tốc độ thật sự là quá nhanh, liền hắn muốn xuất thủ phòng ngự cũng không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong tầm mắt hết thảy đều bị màu trắng bao phủ, thân thể cũng tại nháy mắt mất đi nhận biết. Không. Tại thời khắc cuối cùng, hắn phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, đáng tiếc đã không ai có thể nghe được. Trước cửa thánh nhân chi mộ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua xa xa, tại tuyết chu tước đánh phương hướng, chậm chậm dâng lên một cái màu trắng mây hình nấm. Từ xa xa kích động mà đến hàng lưu, tại nơi này lại đều cảm giác được mấy phần, đầy đủ giải thích rõ uy lực một kích này đến tột cùng khủng bố cỡ nào thật là xinh đẹp lần này có lẽ nổ ngay cả cạn cũng không còn đi trên mặt diệp vân lộ ra nụ cười hài lòng bàn tay khẽ vuốt phía dưới tuyết chu tước cái sau thì hình như cũng cực kỳ hưởng thụ chủ nhân khích lệ trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo một dương thần chết hoặc là nói hắn hoàn toàn chết đi trung động thật sâu đến tại trận mỗi người trước lúc này bọn hắn đối với diệp vân không đem phục long tiên cung để vào mắt chém giết mặt thần vũ sự tình còn hơi nghi ngờ nhưng bây giờ bọn hắn không tin cũng phải tin nguyên lai diệp vân là thật dám giết tiên cung người thừa kế lại thật không kiên kỵ tiên cung thực lực. Tốt, phía dưới giờ đến phi ngươi, mạc cung chủ. Diệp Vân nhìn về mạc thần vũ, trong mắt lóe ra sát ý, cái này nhưng dọa sợ mạc thần vũ. Chuyện cho tới bây giờ, Phục Long tiên cung cường giả diệt hết, liền có thể tái tạo nhục thân một dương thần, đều bị Diệp Vân cho triệt để mạc sát, càng chưa nói đã kỹ cùng chính mình. Ngươi! Ngươi! Nhìn nhau Diệp Vân sát ý lăng liệt ánh mắt, mạc thần vũ sợ hãi nói không ra lời. Mà Diệp Vân cũng là lười đến cùng hắn nói nhảm, đưa tay liền là một kiếm chém ra, lăng lệ kiếm mang trong chốc lát tập tới mặt thần vũ trước người, cái sau hoảng sợ nhìn xem một màn này, thân thể lại như là bị định tại chỗ, động đậy không được. Chỉ là không nghĩ tới, còn không chờ kiếm mang đem hắn giảo sát, tại hắn quanh thân bỗng nhiên quanh quẩn điểm xuất phát điểm tinh mang, mặt thần vũ lại hư không tiêu thất. Lần này nhưng để xem náo nhiệt mọi người choáng váng, đều nhìn không hiểu mặt thần vũ là như thế nào đào tẩu, liền vũ lạc tiên cung cùng linh lung tiên cung trúc đạo tu sĩ, cũng đều một mặt kinh ngạc chỉ có lúc trước cảm thụ qua cổ khí tức này diệp vân nháy mắt đoán được người xuất thủ thân phận thần sắc lạnh giá nhìn về một chỗ nói đã như vậy mệnh của hắn liền bản tọa bán cho ngươi ngươi ta ở giữa ân quán cũng liền thanh toán xong những lời này không có người biết hắn là tại cùng ai nói diệp vân thu tầm mắt lại liền cũng không có lại truy sát dự định dù sao hôm nay hắn giết phục long tiên cung trúc đạo tu sĩ thậm chí một đám nửa bước trúc đạo cùng sinh tử cảnh đỉnh phong hai bên ở giữa đã sớm tiếp lấy không chết không thôi huyết cừu dù cho có giết hay không mặt thần vũ phục long tiên cung đều sẽ không chọn hết thảy thủ đoạn giết chính mình mà đợi đến hắn đã có thực lực cũng cuối cùng rồi sẽ giết tới phục long tiên cung trước mắt mặt thần vũ mệnh đối với hắn đã là không quan trọng tại lúc sau ánh mắt của hắn rơi vào phục long tiên cung cùng linh lung tiên cung đội ngũ bên trên cái sau lập tức thiếu cung chủ vẫn lạc hai đại tiên cung tu sĩ cũng đều không để ý tới khác tất cả đều như bị điên chạy tứ tán chủ nhân yêu cầu truy sát ư tuyết chu tước nhìn xung quanh chạy trốn tiên cung tu sĩ đối diệp vân phát ra hỏi thăm Diệp Vân khoát tay áo nói, không cần phải vậy, cái này hơn hai vạn tu sĩ đại bộ phận là người vô tội, không cần thiết toàn bộ giết. Cuối cùng hai đại tiên cung cùng hát ma môn khác biệt, nghiêm chỉnh mà nói đều là danh môn chính phái, trong đó người cũng phần lớn là bình thường tu sĩ, dưới loại tình huống này tùy ý lạm sát cũng không phải hắn tác phong. Đương nhiên, nếu như tại phía sau bọn hắn còn không thoát khỏi mỗi người tiên cung, đợi đến chính mình giết đi qua thời điểm, hắn nhưng là sẽ không tiếp tục lưu cái gì tình cảm. Theo lấy hai đại tiên cung tu sĩ chen chút mà chạy, thế lực khác tu sĩ thậm chí tán tu, đều một bộ nhìn thần linh dường như nhìn qua Diệp Vân. Một người một thú, rõ ràng thật đem hai đại tiên cung cho giết quan mũ cởi giáp, Diệp trưởng lão thật đúng là cho chúng ta đông vực tăng thể diện A. Cũng không phải, từ nay về sau bổn vương tu luyện đều không bái tiên thánh, trực tiếp bái Diệp trưởng lão. Ha ha, cảm giác Diệp trưởng lão như vậy dày vò, toàn bộ đại lục e rằng đều muốn biến thiên. Rất có đạo lý, Diệp trưởng lão cũng thật là không sợ hãi trực tiếp triệt để đem phục long tiên cung cùng huyền minh tiên cung làm mất lòng phỏng chừng rất nhanh liền lại có đại chiến. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua.